Chuyện kinh dị Thành Mo gã thầy cúng nửa mùa đập máu Campuchia tác giả nhà văn bù láo và chính Thành Mo qua giọng đọc tả từ bí ẩn radio Xin chào các bạn chắc hẳn sau chuyến đi ma quái ở vùng cao các bạn cũng đã biết nam chó đã gặp tình yêu của đời mình diễn biến ra làm sao thì bộ linh đinh nghề thầy cúng đã từ tuần lại hết rồi Chỉ có điều sau khi em Trang bỏ đi Khi biết mình có con với Nam Chúng tôi lại có dịp được phiêu lưu Một cuộc thập tử nhất sinh Trong khoảng thời gian 4 năm đi tìm em Trang ấy Câu chuyện dưới đây là một phần Của cuộc phiêu lưu trên đất Campuchia Sau bao nhiêu ngày tháng nằm gai nếm mật Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo chân tôi Thành Mo Một anh thầy cúng nửa mùa Chuyện xảy ra khoảng 2 năm sau khi chúng tôi ra trường Cũng không ít lần những trò nghịch cậm của tôi khiến cậu Hoan đau đầu lắm Chẳng hạn như đố mấy đứa trẻ con quanh làng ra nghĩa địa lúc nửa đêm Rồi thì ra miếu thờ thần ở đầu làng bắt chim đuổi bướm Có lần còn làm đổ cả chậu cây, gãy cành Đứa nào đứa nấy mặt tái mét ra, cắt không còn giọt máu Phần bị tôi dọa sẽ có các ngài về bắt hồn đi để hầu hạ trục lỗi Phần sợ bác Lan, người quản lý trông coi miếu sẽ về nói với bố mẹ chúng nó Kiểu gì cũng ăn đòn Nên chúng nó chạy tán loạn mỗi đứa một ngả Những ngày tháng êm đềm đó chẳng được bao lâu Thì tôi nhận được tin dữ Đông là thằng em họ của tôi Anh trai ruột của thằng Ngô đang ở nhà tôi theo cậu Hoan bấy lâu nay Ngô ở nhà tôi Còn Đông ở với bố mẹ nó mãi mặn ninh bình Chẳng hiểu cô cậu nghe lời bạn bè dụ dỗ qua Campuchia làm ăn Việc nhẹ lương cao các kiểu Bây giờ qua đó thì bị lừa Không thể về được Mẹ nó khóc lóc gọi điện cho cậu Hoan tôi Nhờ cậu xem giúp có cách nào cứu nó về hay không Cậu Hoan mới thở dài Nói với tôi Này Mo Cách nào giúp cô mày cứu thật đông về không Mày đi thay cậu chuyến này Chuộc nó về Không bọn cam nó bám mẹ đi làm nô lệ thì khổ Cái thằng có lớn mà không có ngu To đầu còn để nó lừa cho Giờ cậu đưa tiền mẹ nó gửi cho mày đi trộm em về đi Nhưng nhớ nhá Cẩn thận đấy con Cậu biết mày to gan Nhưng mà gan to ấy cũng phải cẩn trọng Cậu còn nhiều việc ở nhà không tham gia được Mày cứ đi thay cậu Và chạm để cho nhanh trưởng thành Nghề này ấy, Phải như vậy thì mới nên thầy nên thợ Tôi nghe cậu Hoan nói thì cũng vui vẻ nhận lời Tuy nhiên cũng hơi sợ Vì chưa sang Campuchia bao giờ Lại nghe đồn bên ấy loạn lắm Không như bên Việt Nam mình để đối phó với bọn vong quỷ kia thì tôi không ngán chứ bọn người sống này thì cũng chưa biết đâu mà lần tôi liên lạc với thằng đông bằng điện thoại có lẽ nó được dùng nhưng chỉ tội không được ra ngoài thoải mái nên tôi được biết nó đã bị bán sang campuchia qua vài công ty giờ đây nó phải làm việc cho chủ để trả nợ số tiền họ đã bỏ ra để mua nó về bây giờ muốn chuộc người nhà phải chuẩn bị tầm sáu mươi triệu Đúng là cuộc sống dâm mình đầu tắt mặt tối, bám mặt cho đất bán lưng cho trời. 60 triệu quả thật là một con số không hề nhỏ. Làm sao để cứu nó mà không mất tiền đây? Tôi suy nghĩ hồi lâu, trong đầu nảy ra ý nghĩ điên rồ, một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Trong đầu tôi vừa lóe ra một kế hoạch. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho anh xăm môi. Anh em thân nhau lắm nên tôi quen mồm gọi như thế thôi. Thực ra anh là Linh, thiếu tá công an. Đội trưởng đội cảnh sát điều tra trên địa bàn huyện. Ngày trước lúc đi chơi bóng không may bị ngã, máu ở môi rỉ ra. Anh em chúng tôi trêu như con điệt châu bâu trên mỏ. Các gì mới bà đi xăm môi về đâu? Thế nên biệt danh xăm môi từ đó mà ra. Tôi hẹn anh Linh ra quán cà phê đầu ngõ. Khoảng 8 giờ tối sau khi cơm nước xong thì tôi mới bảo cậu. Cậu ơi, con dao hồ chơi xíu nha cậu. Sau đó tôi quay đít đi thẳng. Ngồi chừng 10 phút thì anh xăm môi tới. Tôi tuần lại câu chuyện cho anh nghe. Anh ạ, à, thằng em họ của em ấy nó bị lừa sang Campuchia làm việc, bây giờ bị bán rồi. Muốn về thì phải chuộc 60 triệu. Em thì em tính sang cứu nó về mà phân vân quá. Anh xem cách nào giúp em với. Chuyện này gia đình nó ấy, không muốn báo công an nên em hẹn anh ra cà phê nhờ anh tư vấn giúp. Với cả em không muốn mất số tiền đấy. Số tiền này với gia đình nó rất lớn. Ngay xong câu chuyện, anh Linh lấy một điếu thuốc châm lửa hút một hơi dài sau đó chậm rãi chỉ cho tôi hai ba phương án cũng phải tùy cơ ứng biến thôi không được cái này lại phải chuyển sang cái khác an toàn là trên hết không được tự ý hành động liều lĩnh vì dù sao đây cũng là nước ngoài không phải việt nam chưa kể bất đồng ngôn ngữ với cả đất lạ nữa không phải địa bàn của mình nên phải hết sức cẩn thận bất kể có chuyện gì cũng phải thông báo cho anh ngay để anh cho hướng giải quyết anh linh biết tính tôi ngang ngạnh đã quyết là làm nên không dám cản Chỉ tư vấn và hứa hỗ trợ khi tôi cần mà thôi Hai anh em ngồi một lát rồi anh bảo có việc cấp phải về trụ sở ngay Có gì liên lạc sau Tôi thanh toán xong rồi lững thững ra về Trong đầu là một đống suy nghĩ dối như tư vỏ Tôi chợt nhớ đến thằng bạn trí cốt mệnh ai nấy hốt của mình liền lấy điện thoại ra gọi cho nó Đầu dây bên kia nam chó bắp máy giọng le nhè Bà lô, đêm rồi gọi cái gì đây? Cái thằng này Mày uống rượu đấy à Tao có chuyện muốn nói đây Quen nay thì ai gọi đi À Mất tiền thì nói đi Tao có phi vụ làm ăn ngon lắm đấy Đi làm với tao Thôi thôi Chỉ bố Việc của mày toàn ma với quỷ Có cái mẹ gì tốt đẹp đâu Gớm nữa Tao còn lại cái gì Nhưng mà giờ tao mất chó tinh hộ thể rồi Đi theo chỉ vững chân vững tay mày thôi <laughs> Thôi tao sẽ nói thật với mày Chuyện gấp lắm rồi Mày không đi với tao ấy Thì chắc tao chết ở cam đấy Không ai biết đâu Nói rồi sau đó tôi thuật lại câu chuyện của thằng Đông Tưởng nam chó thấy khó mà rút lui Ai ngờ thằng này lại đề nghị được đi cùng với tôi Tôi thầm nghĩ Hay là thằng này nó ngộ tình đâm hoang tưởng Mà lần này nó lại can như thế ở à, Thế tôi muộn rồi Ngủ đi nhá Mai tỉnh táo rồi quyết định sau Cũng chưa muộn Nói rồi tôi cũng tắt máy đi ngủ Đây sẽ là lần thứ hai tôi bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam Lần đầu tiên tôi đi qua Lào để tìm Mai Si Không biết giờ này Mai Si đang làm gì Ở đâu Có được khỏe hay không Có còn nhớ tôi hay không Liệu có còn nhớ lời hẹn ước của hai đứa Tôi nhớ về Mai Si mà lòng buồn man mác. Tôi lầm mầm trong mồm mấy vần thơ Tiếc tay tình cảm của đôi ta Đầu xuân năm mấy cũng mặn mà Hình bóng của em còn đâu nữa nhớ cả tiếng em nhớ cả nhà có mệt rồi tôi cũng ngủ thiết đi lúc nào không hay trong đầu vẫn là hình bóng của em cô gái lào mà tôi hàng đêm mong nhớ sáng hôm sau tôi còn đang mơ màng Nam chó đã gọi cho tôi Alo Thằng thầy cúng à Chuyện hôm qua mày nói có thật không đấy hả à? Qua tao say quá Nhớ được câu được câu trăng Nhưng mà thật là mày định đi cam chục người đấy à Nếu thế thì để tao đi cùng với mày Sang bên ấy một chuyến Coi như đi du lịch bội Nghe đến đây tôi tỉnh cả ngủ Mày nói thật chứ Chuyến đi này hơi nguy hiểm đấy nhá Không phải chuyện đùa đâu Ơ ờ, thằng này Tao nói thật đấy Bao giờ đi thì báo tao để tao chuẩn bị Không phải suy nghĩ nhiều đâu Anh em chơi với nhau đồng cam cộng khổ quen rồi Lâu lâu thì cũng chưa được đi chơi xa như vậy Từ ngày ra trường đến nay ấy Thôi được rồi Khoảng một tuần nữa đi Đợi cho nhà nó chuẩn bị tiền chuộc đã Mà mày đang đi làm thì xin nghỉ à Mày không phải lo Đợt này công ty tao ít việc Tao xin nghỉ một tháng cũng được Thích tao nghỉ hẳn luôn Đi làm thì lương ba cọc ba đồng Không bằng đi theo giá cắt mo cúng một hôm Hai thằng cười như vớ được vàng Nói chuyện xàm vài câu rồi tắt máy Tôi ngồi dậy ra giếng vệ sinh cá nhân Thì thấy thằng Ngô chạy sồng sộc từ đâu về Xem chừng có vẻ cu cậu vui lắm Anh Mo Nay mẹ em với mẹ anh từ dưới xuôi lên đấy Chắc cũng sắp tới rồi Thế mày phụ anh nấu cơm đi Mà cậu Hoan đi đâu rồi Sáng giờ không thấy đâu Thằng Ngô ngẫm nghĩ một lát rồi đáp à, Cậu đi sang làm bên cúng cho đám rỗ rồi Cậu dặn hai thằng ở nhà ăn cơm Không cần đợi cậu đâu Vậy là hai thằng tôi loay hoay đứa nhặt rau đứa làm gà, chuẩn bị cơm trưa đón mẹ tôi lên chơi Trong bữa cơm mẹ thằng Ngô rưng rưng nước mắt kể về cuộc sống hiện tại mà tôi thấy mùi lòng Tôi cũng trấn an cô à, Cô cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ đưa em về an toàn Tôi lấy điện thoại ra nhìn lên trên đã 2 giờ chiều, bèn bấm máy gọi cho thằng bạn trời đánh Alo, sao rồi? Có hối hận khi đi cùng tao không? Giờ mày rút lui vẫn còn kịp đấy nhá Đầu dây bên kia nam chó nhao nháo Ơ ờ, tiên sư nhà mày Cái thằng thầy cũng nửa mùa Tao có đùa với mày bao giờ đâu Được rồi Thế thì thứ hai tới xuất phát Hẹn gặp nhau ở cầu giấy nhé Vé máy bay, bay tao cũng đặt rồi đấy Vậy nhá Tới ngày hẹn Tôi chuẩn bị đồ và ba lô hành lý cũng xong xuôi Tới tới ban thờ tôi rút ba quay nhang Thắp lên ban thờ tổ tiên Cầu mong chuyến đi này được bình an Gặp giữ hóa lành Tôi cũng không quên lấy con ếch dẫn đường bỏ vào trong túi sau đó chào cậu Hoan rồi ra xe Tới Hà Nội Tôi hẹn gặp năm chó ở công viên Cầu Giấy Cách địa điểm mà tôi và nó có rất nhiều kỷ niệm ở đây gặp nhau mà không xỉa đều Vài câu là không yên đâu Này thằng thầy cúng Tao với mày vượt biên đi rừng đấy à Sang làm chuyến bột mì biết đâu về đổi đời Tôi biết thằng chó này Đang đá đều tôi nên đáp lại Ờ à, đúng rồi đấy đổi đời đi mây về gió tháng về nhà hai lần nói xong hai thằng cười hô hố rồi dẫn nhau ra quán trà đá quen thuộc tôi làm điếu thuốc lào cho tỉnh táo tiếp đó hai thằng bàn kế hoạch phải như thế này như thế kia thế nhá địa chỉ ta nắm được rồi nó đang nằm ở khu này này bây giờ tao với mày chỉ cần tới nơi đó thôi tay trao tiền rồi tay nhận người tối hôm đó chúng tôi bay chuyến bay vào tới sài gòn bụng đói côn cao tôi bảo năm chó này đi kiếm gì ăn đã rồi tìm nhà nghỉ khách sạn sau Chứ tao hoa cả mắt rồi Hai thằng tôi vào quán ăn ven đường Gọi hai tô hủ tiếu Đang ăn nhìn sang phía chân cầu vượt Thì tôi mới chưa năm chó Kìa kìa Bên kia có mấy em gà móng đỏ đấy Sang xem cặm có ngon không Năm chó nhìn qua rồi cười bảo Hay công nhận Nay ăn hủ tiếu Sài Gòn ngọt hơn phở Hà Nội Nếu như ở Hà Nội các em gà móng đỏ này được ship trên chiếc quay kẹp 4 kẹp 5 tới điểm hẹn. Thì ở đây gà móng đỏ sẽ tụ lại với nhau dưới những gốc cây, ở chân cầu rất đông vui. Hai thằng tôi kiếm một cái nhà nghỉ bình dân, tắm rửa xong đặt lưng xuống, là nam chó đã kéo cỗ ò ò rồi. Tôi tí không ngủ được, vì lo lắng những trông gai trở ngại sắp tới. Sáng ngày hôm sau, hai thằng tôi bắt xe khách di chuyển tới cửa khẩu Mộc bài, ở Tây Ninh. Lần đầu tiên tới đây, nhưng tôi cũng không lấy làm lạ lắm Tại cũng có lần đi Lào một lần rồi Chỉ có điều phong cảnh ở đây Khí hậu ở đây không giống như ở nhà Thời tiết mát mẻ hơn nhiều Nếu ở ngoài Bắc là những ngày rét đậm rét hại 10 độ C Hoặc cái nắng cháy ra cháy thịt lên tới 40 độ Hay cái trời nồm ướt át Thì ở đây lại khác hoàn toàn Đúng kiểu các cụ thường nói Sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt Vì hôm nay thằng đông em tôi đang phải làm Nên tôi không có cách nào có thể liên lạc được với nó Tôi mới bảo năm chó là đi qua cửa khẩu đã Rồi tìm cách liên lạc cho nó sau Ở đây Những người mới như chúng tôi xuất hiện Thì sẽ bị một đám cò mồi chạy lại mời gọi Em ơi Ở đây anh làm giấy tờ cho Em ơi Anh chờ đồ cho nhá Chú em Lại đây Điều đó cũng trở thành công việc hàng ngày của họ rồi qua được cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam, chúng tôi qua cửa khẩu bên phía Campuchia. Sau khi đóng các chi phí nhập cảnh, dán visa dạng du lịch, Loại visa có thời hạn một tháng. Chúng tôi đặt chân sang đất Campuchia. Tôi thật sự choáng ngợp về sự sầm uất của nó. Ba Vét là một thị xã, một đô thị lớn nhất của tỉnh Svay Rieng ở Campuchia. Các tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Hoạt động kinh tế ở đây đa số là người Việt qua làm ăn. Casino nhiều vô kể. Các khu tự trị khá nhiều và chủ yếu là người Trung Quốc quản lý. Ví dụ như King Crown. Lê Ma Cao, hai con voi Venus hay Kim Sa. Chợ đêm là một địa điểm nằm bên cạnh cửa khẩu. Gọi là chợ đêm vì khu chợ này hoạt động chủ yếu vào ban đêm. Ban ngày cũng có người bán nhưng sẽ ít hơn. Hai thằng chúng tôi đi thong rong lượn lờ các quầy hàng. Ở đây đa số là người Việt nên việc giao tiếp không bị ảnh hưởng. Họ cũng bán những mặt hàng như ở Việt Nam thôi. Đi một vòng, hai thằng chúng tôi ghé một quán nước bên đường để nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Người chủ quán bước ra hỏi chúng tôi bằng tiếng Việt có lẽ nhận ra đồng hương À hai cậu uống gì Dạ có nước mía không chú Ông chú trả lời À có chứ con ơi Thằng Nam nhanh nhỏ Dạ thế cho chúng cháu hai lon bò húc Ông chủ quán nước lừ lừ nhìn hai thằng chúng tôi rồi nói Mẹ hai thằng này Mày không phải người Việt Nam ấy Tao đấm chích cụ nhà mày Tôi bên nam chó cười khanh khách Ông chủ quán cũng cười Rồi lấy ra hai lon bò húc đặt ra trước mặt Thằng bạn chơi đánh của tôi đi đâu Nó cũng kịa được Có ngày gặp mấy thằng nhõi con Nó hỏi cho có biết bố nó là ai không Chắc nó đấm cho không trở phát nào Tôi hỏi ông chủ quán Chú ơi Gần đây có nhà nghỉ khách sạn gì không Ông chú suy nghĩ một lát rồi đáp Có đâu hai con Có mắt xe lên gần chợ Ba mét ấy Độ hai cây số thôi Ở đấy có khách sạn Thái An Hy Tha Giá cả bình dân Thế bộ hai con mới từ Việt Nam quả à? Tôi lễ phép đáp dạ vâng bọn cháu mới qua lạ đường lạ nước nên nhờ chú chỉ đường giúp ông chú cười bảo ừ ờ, qua đó gần chợ nhiều quán ăn thuận tiện cho việc nghỉ ngơi chứ ở đây giá cả nó hơi mắc đấy tôi với nam chó uống nước xong xuôi rồi nhất loạt đứng lên để trả tiền nước sau đó vẽ một chiếc xe túc túc chạy bên đường nhìn cái xe nó hài hước thật sự xe máy người lái đằng trước đằng sau thì kéo theo một cái khung xe hai bánh có ghế ngồi có mái che Tôi thầm nghĩ cái dạng xe cải tiến này ở quê họ toàn đi chở rau, chở cỏ cho bò. Chứ không nghĩ có ngày lại đem đi chở người. Ở đây xe kiểu này đứng nhiều như ruồi. Họ mời chào bằng nhiều cách. Ông nào biết tiếng Việt thì nói. Này, đi xe em ơi. Ông nào không biết tiếng thì cứ giơ tay vẫy vẫy. Người ta cũng tự hiểu. Hai thằng tôi lên xe. Tôi bảo với ông lái xe cho em về khách sạn Thái An. Chẳng hiểu ông ta có hiểu không. Mà cứ ok như thật vậy Ông ta bảo hai thằng tôi Thái An à Ok Năm chọc Tôi gật đầu đồng ý Rồi quay sang bảo năm chó Này Mấy cái thằng người cam cốc Việt Người Việt cốc cây này Kiếm ăn dễ quá nhỉ Hay tao với mày Sắm với thằng một con xe như này chạy đi Vốn thì ít mà hít thì nhiều Chẳng phải học hành có mẹ gì Ngon hơn đi trào cột nữa Trời thì nắng, Kéo cái dây cáp Thay sứ trên đỉnh cột điện Thì đúng là tra tấn Nam chó cười rồi nói Hơ, biết vậy sao ngày trước mày còn học Còn thi làm cái gì Còn tao đây này, đi làm đi đực cho nó xong Làm đích thì phải chạy xe túc túc cho nó mệt Hai thằng tôi đứng trước cửa khách sạn Nhìn thì to đồ sộ Mà tôi thấy nó cứ cú cũ, âm mưu kiểu gì ấy Những mảng sơn bên ngoài đã bị ố Đèn đóm thì cái được cái tịt Thôi kiếm chỗ nghỉ chân thôi Quan trọng gì xấu đẹp tầm này Vào tới cửa có một ông anh tầm ngoài 30 Các quả đầu phan ninh tùng tiến ra hỏi bằng tiếng Việt Hai chú thuê phòng đấy à? Nghỉ giờ hay qua đêm? Dạ cho bọn em qua đêm đi anh 400 nhá Nước non gì thì đấy ở tủ kia kìa Đây, chiều khóa phòng đây 202 Mà hai chú có nhu cầu gì không? Anh búc cho mấy em nhá Tôi tiêu táo Gái Việt hay gái cam đấy anh? Giá rổ thế nào? Điện nước đầy đủ chứ Ông anh tư vấn rất nhiệt tình Cam may Việt thì đều có cả Đi nhanh 50 đô Tôi trả lời cho xong chuyện Vâng, thế có gì bọn em sẽ gọi sau Bước lên cầu thang tôi bảo năm chó Ai, à, 50 điểm lô kìa Thử xem gà móng đỏ này có khác gì Ở xóm trọ sinh viên không Mà tao thấy con gái cam ấy Nó sơn móng tay đen xì xì Thì có khi phải gọi là gà móng đen thì mới phải Thôi 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 Tiểu đệ không có ăn tạp như ra cắp mo tiên sinh đâu Huynh thấy thèm thì tự ăn một mình đi Năm chó hưng chí đọc một bài thơ Mới bước sang cam đã ngứa nghề Móng đỏ hay đen tứ đều chê Đồng giá như nhau đều năm chục Hỏi xem mo có quyên lối về Tôi cha chìa mở khóa cửa phòng Nhìn cũng ngăn nắp gọn gàng đấy Mà sao nó ẩm thấp lành lạnh Khả năng cao lâu ngày không có người đến ở Khách sạn thì đâu đó khoảng 3-40 phòng Phòng này của chúng tôi là phòng đôi hai giường Mỗi tầm một giường cho khỏi tị nạnh lúc ngủ tôi hay có kiểu lăng ba vi bộ trong mơ, không ít lần đã đạp nam chó xuống đất rồi. giờ cũng một giờ chiều, tôi hỏi năm chó có đi ăn hay không, đi ăn xong thì về ngủ. nãy uống nước còn no lắm, ăn tạm bánh mì đi, chiều dậy đi ăn sau. tôi trả lời, được, thế thì ngủ đi, ta gặp bánh mì, nước top top xíu đã, hay không ăn bánh mì ấy, thì tí nữa làm ít bột mì kẻ ra mà hít. năm chó chửi thề, hít cái tiền sứ bố nhà mày. chuyện kinh dị chuyến công tác lên tây bắc ký sự thủy điện vùng cao tác giả nhà văn bố láo quay Sau đi quay lại độ hơn chục phút thấy cô cậu mở đi cái đi chuyện ma của ông mc tỏ tình gì gì đó nghe thì hay thật nhưng mà đó nếu kết hợp với tiếng người đi xây hồ điện. kẻ gỗ của nó thì thành chiều, bản sô nát ánh chăng không đất ai đất mà ngủ được đất lúc đất thì òo lúc thì gừ gừ nghe não cả sụt giờ mà có nắm lá ngón trong tay Tôi nhét thẳng vào mồm thằng chó này Cho không gian được yên tĩnh Mấy năm sinh viên ở với nhau Cách tốt nhất là tôi đi ngủ trước Còn để nó ngủ trước thì xác định là thức trắng đêm 4 giờ chiều tôi gọi nam chó dậy Này dậy đi Dậy đi dạo Lanh quanh ngắm cảnh cho vui Vậy là hai thằng tôi lang thang ngắm đường phố Phong cảnh nói chung là khá đẹp Thời tiết mát mẻ Rẽ vào một con đường quốc lộ Xa xa thấy cảnh đồi núi Mây trắng bay bồng bềnh Nam chó mới bảo tôi Cảnh đẹp thật tệ Nhưng mà thua xa núi rừng Tây Bắc Thua xa cái hang trứng hồi anh em mình đi tình nguyện đánh phỉ ấy. Chuyến này về có khi hai thằng mình làm một chuyến tăm lại kỷ niệm xưa đi Tiện đi tìm Trang luôn tể Biết đâu Trang chẳng lưu lạc ở nơi nào đó ở trên ấy Đang nói chuyện rôm rả Tôi móc trong túi đeo chéo ra lấy bao thuốc lá Định châm lửa hút một điếu Thì bất ngờ từ đằng sau Một chiếc xe 16 chỗ lao tới Dừng đột ngột Cánh cửa được kéo ngang ra ngay lập tức hai thằng to cao nhảy xuống một thằng cầm súng và thằng cầm dao khống chế tôi bởi đám chó ở bên này cảnh bắt cóc và tống tiền hoặc bán cho các khu tự trị xảy ra thường xuyên chúng tôi không may lại vô tình trở thành nạn nhân của bọn bắt cóc cả hai cố chống cự kêu la nhưng mà không được đám chó còn bị chém ở bắp tay may chỉ bị thương ngoài da thôi không ảnh hưởng gì nhiều ở chỗ này lại khá vắng người mà có người đi chăng nữa bọn này có súng Người dân cũng chẳng dám tới mà cứu chúng tôi. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải giơ hai tay xin hàng. Hai thằng bị đẩy vào trong xe rồi bị bọn nó dùng dao khống chế. Chúng nó lấy một miếng vải bó cái vết thương cho thằng nam chó để cầm máu. Cũng may bị thương nhẹ thôi, chứ nó xiên cho một cái thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở trên xe có một tài xế với hai thằng kia. Tôi đoán chúng nó là người Cam bởi vì nước da ngâm đen với cả chúng nó nói chuyện với nhau bằng giọng bản địa. Tôi ngồi hàng trên, nam chó ngồi hàng dưới. Xe đi được khoảng 30 phút, tôi quay xuống nhìn năm chó. Mặt nó lúc này nghiệt ra. Tôi cau mày không nói gì, nháy mắt hai cái. Nam chó như hiểu ý, gật đầu đáp lại. Tay chúng tôi bị trói bằng một sợi dây thít trắng. Loại này tuy to, nhưng nếu dùng sức bật đúng cách vẫn đứt như thường. Lợi dụng lúc thằng ngồi bên cạnh tôi ngoảnh đi nói chuyện với thằng ở dưới, tôi bập mạnh một cái, sợi dây đứt ra. Ngay lập tức, tôi thò tay xuống ống chân quần, Rút một con dao đã chuẩn bị từ trước Con dao của tôi vẫn hay mang theo người để phòng thân Ký sắp mũi dao vào cổ nó Không chế được thằng bên cạnh Tôi cướp ngay khẩu súng Nó để ở sau lưng Lên đạn dí thẳng vào đầu nó Rồi hét lớn Dừng xe Dừng xe lại không tao bắn vỡ đâu Tiếp đó tôi ném cho năm chó con dao Thằng kia thấy tôi có súng Nên cũng không dám manh động Nam chó cầm con dao không chế thằng còn lại Tôi hét vào thằng lái xe Stop có mẹ mày stop rồi quay ra nói với nam chó Này dừng xe trong tiếng Anh là cái mẹ gì nhở Nam chó gắt lên Mẹ mày giờ này còn anh với em cái gì Cứ sờ top sờ tát Đã nó khác phải dừng Có vẻ như gã lái xe cũng hiểu Hắn tấp vào lề Tôi bảo nam chó lấy điện thoại của chúng nó ra Có tiền gì thì cũng lấy luôn Nam chó khoáng một lượt hết sạch tư trang Nhanh như ăn cướp chuyên nghiệp vậy Rồi cả hai mở cửa xe đẩy bọn nó xuống Tiếp đó tôi đóng cửa xe Nhảy lên trên ghế lái nổ máy phóng đi trước sự ngỡ ngàng của cả ba thằng May là tôi có bằng lái xe ô tô từ khi mới ra trường Nên loại xe con nào tôi cũng chạy được hết Nam chó giờ này mới hoàn hồn Nó bảo tôi Sao mày lấy hết đồ vậy? Hóa ra mình thấy ăn cướp à? Tôi gây sang cắt Thằng này có lớn mà không có ngu Mày không cướp sạch của chúng nó Để chúng nó lấy tiền bắt xe đuổi theo bọn mình à? Còn điện thoại nữa Để chúng nó gọi đồng minh đến hỗ trợ à? Lấy điện thoại, tháo xin vứt đi, nhanh lên Cẩn thận chúng nó định vị được thì chúng nó bám theo Chứ cả đám đấy năm chó leo hai một hồi rồi mới đáp Ờ à, xong rồi yên tâm Được Mày lục ví đi Có bao nhiêu tiền Lấy hết đi Giấy tờ tùy thân thì để lại cho chúng nó À mà không Cầm hết đi Tới lúc ấy sẽ cần sử dụng Bây giờ lấy điện thoại ra check phép cho tao Còn à, bao nhiêu cây nữa thì tới nhà nghỉ năm chó mở điện thoại ra đáp Ờ à, để tao xem à, 17 cây nữa chín cây nữa thì rẽ trái chạy thẳng là tới tôi suy nghĩ giây lát rồi bảo mày gom hết đồ vào túi của tao đi chuẩn bị xuống xe tôi nhìn phía xa xa có vẻ như đường quốc lộ đông dân cư tôi quay xe rẽ vào một khu đất hoang ven đồi bỏ xe lại đó trước khi xuống xe thì cũng không quên phá hoại một chút hai thằng chúng tôi tốt nghiệp điện lực mà cứ dây điện là chúng tôi cắt làm sao để bọn nó có định vị ra thì xe cũng không thể sử dụng được tiếp theo hai thằng nhắm thẳng hướng của ánh đèn mà đi tới mệt quá rồi đi được khoảng ba cây số tôi thấy một nhà dân nằm cô quạnh bên khúc đường vắng sáng ánh đèn cách xa khu có người ở khoảng 200 trăm mét tôi tiến lại gần ngoài sân có một cậu nhóc khoảng 7 tuổi đang ngồi nhặt sau tôi chẳng biết người việt hay người cam vì bên này sống lẫn lộn với nhau nhưng tôi cứ đánh bạo hỏi thăm bằng tiếng việt em nhỏ ơi cho anh hỏi ở đây còn cách quốc lộ bao xa cần nơi có xe túc túc nào không thằng bé ngơ ngác có vẻ không hiểu tiếng của tôi mà cũng đúng thôi Tôi là người ngoại quốc mà Nó đứng dậy vào nhà nói cái gì đó Trong nhà một bà khoảng ngoài 60 bước ra Nói với tôi bằng tiếng cam Sau đó tôi quay ra nói với nam chó Thôi hỏng rồi Là người cam không có biết tiếng Việt Bà cụ nghe tôi nói với nam chó Thì chuyển ngôn ngữ sang tiếng mẹ đẻ À cháu là người Việt à Bà cứ nghĩ là người cam Nên mới nói tiếng cam Hóa ra đồng hương Hai cháu vào trong này Thằng bé thấy người lạ nên nó không dám trả lời đâu chúng tôi cảm ơn rồi bước vào bên trong sân ngôi nhà nhỏ ánh điện vàng heo hắt từ cái bóng đèn treo ở trên hiên nhà làm cho ngôi nhà trông thật lẻ loi nhỏ bé giữa cái thị trấn sầm uất này tôi hỏi à, dạ bà ơi chúng cháu bị lạc đường bà cho cháu hỏi thăm một chút gần đây có xe túc túc không cách quốc lộ khoảng bao xa thế à ở đây tìm cũng hơi khó đấy quốc lộ còn khoảng ba cây nữa là tới cháu kia tay bị làm sao thế à để bà xem nào tôi nói ngay Dạ bạn cháu bị thương ở tay thôi, chắc cũng ngoài da ấy mà. Huy ơi, lấy cho bà chậu nước con. Thằng bé vâng một cái rồi chạy nhanh đi. Tôi tầm nghĩ trong bụng, cũng may là gặp đồng bào người Việt ở đây, có gì còn tiện hỏi thăm, chứ vào gặp người Cam thì có chửi nhau, chúng nó cũng không hiểu mình nói cái gì. Và cụ bảo thằng Nam, tháo cái vải cũ đi, rửa sạch bằng nước, sau đó đắp thuốc thay lại băng mới, không để lâu nó nhiễm trùng đấy. Trong lúc bà cụ đang giúp thằng Nam sơ cứu lại vết thương Tôi đảo mắt một lượt quanh căn nhà Ngôi nhà ba gian đơn sơ lập ngói đỏ Bám đầy trên đó là những khói đen Vệt ố màu khi tắp hương trên ban thờ lâu ngày Một cái bàn gỗ đã cũ kỹ Hai chiếc giường một vài vật dụng thường ngày Xem trường cuộc sống của bà con cũng khổ cực Không sung sướng gì Tôi nhìn thằng bé con Đôi mắt của tôi tự nhiên nheo lại Không đúng, thằng bé này có vấn đề Vầng trán tối màu Đôi mắt lờ đờ uể oải còn vương một chút âm khí nữa Tôi đoán thằng nhỏ này khả năng bị vong theo rồi Đang suy nghĩ mê man thì tiếng bà kia gọi lại Làm tôi giật mình Giờ cũng muộn rồi Nếu hai cậu không chê ấy, Ở đây ăn cơm với bà Rồi mai trời sáng hãy lên đường Tôi tạm gác lại suy tư Cảm ơn bà cụ Sau đó quay sang nói nhỏ với nam chó Này Thằng bé này có vấn đề nhá Mày có nhận ra không Tao có thấy cái gì đâu Hay mắt mày có vấn đề có chó tinh trong người tao thoát ra từ đi Hải Dương rồi Có thấy cái chó gì nữa đâu Tôi ngâm nghĩ rồi bảo Ừ nhỉ Dù sao có chó tinh trong người mày cũng không còn nữa Thôi để tao tìm cái khác Sau đó tôi điện thoại cho thằng Đông Nhưng mà không được Liền nhắn cho nó vài tin báo tình hình Anh qua cam rồi Nhưng hiện tại đang gặp chút vấn đề Em đợi anh một vài hôm nhé Yên tâm anh sẽ cứu mày ra Đừng có lo lắng quá Bữa cơm tối cũng được nam chó dọn ra Bơm cơm quê chỉ có trứng rán Hai con cá nhỏ suốt cà chua Rau luộc với mấy quả cà pháo Tuy giản dị đơn sơ Nhưng chúng tôi ăn ngon lắm Vừa đói vừa mệt Bữa cơm nghèo nhưng chứa trong đó là tình cảm đặc biệt Của những con người nơi xa xứ Tôi hỏi bà cụ Bà ơi có hai bà cháu ở đây thôi ạ à? Thế rồi bà cụ kể Bà vốn quê gốc ở An Giang Bố mẹ đi làm xa Vài tháng mới về một lần. Nhà chỉ có hai bà cháu, rau cháu nuôi nhau. Hàng ngày bà đi bán nước ở bên đường kiếm sống. Nói chung cũng đủ cơm ăn áo mặc cho nó. Chỉ có điều nó không được đi học. Một hai năm nữa sẽ gửi nó về Việt Nam đi học. Chứ sợ quá tuổi. Bà sống ở đây được 13 năm rồi. Bố mẹ nó đi làm nên gửi con ở đây cho bà chồng. Tôi mới vào thẳng vấn đề đang gây tò mò. Bà ơi, cô Hy dạo này bà thấy có gì lạ không? À, ý cháu là muốn hỏi là đêm nó ngủ có mộng du hay giật mình la hét gì không bà ngạc nhiên nhìn tôi ra chiều nghi hoặc chẳng giấu gì bà cháu là một thầy cúng ở bên việt nam cũng là con nhà nòi đấy khi nãy cháu có để ý thấy một vài dấu hiệu lạ nên muốn hỏi bà bà cụ nói thực ra thì đêm ngủ nó hay giật mình la hét nữa có những lúc mà ngồi nói chuyện một mình có đêm còn đi ra ngoài cổng đứng nữa bà nghĩ trẻ con nó mộng du là bình thường thôi Nên cũng không chú ý lắm Rồi có sao không cháu Dạ cứ để cháu tìm hiểu nguyên nhân xem sao Rồi tìm cách giúp em nó Bà kiên tâm Tôi bảo năm chó Này khả năng nó bị vong trêu rồi Mà giờ đồ nghề tao để ở khách sạn Chẳng có cái gì giúp được Vậy thì quay lại lấy thôi Rồi giúp thằng bé đi Coi như trả ơn cho bà Dù sao người ta cũng giúp mình hoạn nạn cơ mà Tôi ngâm nghĩ rồi đáp Ok thế mai quay lại kia lấy đồ đi Rồi xử lý vụ này trước tôi gọi điện cho anh Linh là thiếu tá sắp môi Kể lại cuộc hành trình đầy nguy hiểm ngày hôm nay Anh bảo tôi hãy giữ lấy những giấy tờ tùy thân Điện thoại của những kẻ bắt cóc kia Anh sẽ nộp lên cấp trên và báo cáo tình hình Anh cho tôi những tư vấn và lời khuyên có tính chuyên môn Để chúng tôi xử lý tình huống an toàn nhất Giọng anh có chút lo lắng Tôi lắng nghe một hồi rồi cảm ơn anh và cúp máy Tôi bảo năm chó Mày mang cái túi kia của tao ra đây Bây giờ tôi mới có thời gian để kiểm tra lại những gì đã lấy được Bộ khẩu súng lục K59 của Trung Quốc, năm viên đạn, căn cứ công dân của mấy thằng người cam. Tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi, chứ đọc có hiểu cái gì đâu. Cần 600 đô la Mỹ, hơn 2 triệu ria, hai con dao bấm. Tôi mới cười đắc chí. Này, năm chó, chuyến này tao với mày vừa bẫm rồi nhá. Tính ra tiền Việt chắc cũng khoảng hơn hai chục. Năm chó thì mặt đăm chiêu. Mẹ, nghĩ lại tao vẫn còn sợ đây này. Mà sao mày giấu con dao ở trong chân từ lúc nào vậy? Nay mà không có con dao ấy cứu mạng ấy chắc tao với mày bị bán ra biển làm nô lệ mẹ rồi làm gì còn ngồi ở đây nữa tôi đáp đây là thói quen của tao cũng để phòng bất chắc thôi cũng nghe nhiều vụ bên này có bắt cóc tống tiền rồi mà không nghĩ mình là nạn nhân thế rồi đêm hôm đó tôi và nam chó ngủ lại nhà bà cụ bà ấy thật sự rất chu đáo sợ hai thằng tôi lạnh bà còn mang thêm chăn cho chúng tôi nửa đêm đang ngủ tôi bỗng dập mình tỉnh giấc có tiếng bước chân phía bên, bên hông nhà tôi lay lay nam chó này Nam dậy Cái gì nữa đây Im tao ngủ đi Tao muốn ngủ lắm rồi Gọi thằng bạn chưa đánh không được Tôi bước chân xuống giường Tiến sát lại gần hơn bên cửa sổ Nheo mắt nhìn ra bên ngoài Cái gì thế này Có hai bóng người phía xa xa ở góc khu vườn Mà là của trẻ con Một con dưới đất Một con trên cành cây Từ chúng nó cười đùa khanh khách Vậy mà mọi người vẫn ngủ say Không hề hay biết gì Cái đứa trên cây kia Nó có trèo như người bình thường đâu ngồi một chỗ chân vẫn đong đưa cái tay nó dài ra len lỏi uốn lượn như con rắn qua các cành lá hái từng quả tung xuống cho đứa dưới ăn đi ổi ngon lắm ăn nhiều vào tôi thấy đứa bên dưới ăn ngô nghiến đưa bao nhiêu thì ăn mấy nhiêu tôi thầm nghĩ mấy con vong đói này ở đâu tới sao lại dám tặng ai tóc quái ở khu vườn này một lúc sau tôi nhận ra điều không đúng bóng người bên dưới là thằng cu huy cháu bà cụ Còn trên kia đích thị là vong Vì tôi ngửi được khí âm và hơi lạnh tỏa ra trong gió Cái vong kia dám hiển hiện ra cho người ta thấy Thì quả là to can Là vong chết oan chứ không đùa Và nó trắng bạch ra Ra mặt có dấu hiệu của phân hủy mủ vàng dì nước Trên đầu tóc và máu đã khô cứng bết lại Hai mắt tâm đen hốc mắt sâu hẳm Rồi bọ từ hai hốc mắt bò ra nhung nhúc Ăn những mủ vàng máu đen Cảnh tự này người cứng rắn như tôi Nhìn thấy còn mắc mửa Chán nó còn có một mảnh xương bị khoét lỗ tròn Để lại một lỗ sâu hắm tối đen Nếu không giải quyết được vụ này triệt để Khả năng cao lâu ngày Thằng nhỏ sẽ bị con vong kia hút hết dương khí Và lôi kéo thế mạng cho nó Tôi trở về giường gọi tam chó Nhưng chẳng may Trời tối quá Tay tôi khua phải cái hộp trên tủ đồ Cái hộp rơi xuống đất Cạch một tiếng Thấy động con vong kia liền biến mất Cô Huy như được kéo về hiện tại Nửa tỉnh nửa mê Và lững tững quay trở lại giường sáng ngày hôm sau tôi thức dậy từ sớm thằng bạn tôi xem chừng vẫn còn ngủ ngon lắm thấy bà cụ đã dậy rồi tôi cất tiếng chào bà dậy sớm thế bà cụ khẽ gật đầu rồi nói ừ tuổi già rồi có ngủ nhiều được đâu con tôi đem chuyện tối qua mình thấy kể cho cụ nghe nghe xong bà cụ tái mặt rồi lầm bẩm có lẽ nào lại là nó tôi ngạc nhiên nó là cái gì hả bà bà cụ ngước đôi mắt nhìn về phía xa xa rồi đáp. Con có nhìn thấy cái nhà kia không? Ngôi nhà tôi màu xanh đấy. Trước đây nhà ấy cũng có cậu con trai, tuổi thì cũng ngang ngang cu huy. Hai đứa nó thân nhau lắm, chơi với nhau cả ngày cơ. Chúng nó vẫn thường rủ nhau ra quán nước của bà chơi. Nhưng rồi một ngày trên đường từ quán nước về nhà, nó bị xe tải cán qua, chết đau chết đứng, thân xác không còn lành lặn được. Cú huy thì chỉ bị bong gân và xây sắt nhẹ thôi Ngày đâu gia đình cũng có mời thầy về siêu độ suốt một ngày cho nó sau họ cũng chuyển đi nơi khác chứ không ở đây nữa tôi nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà rồi bảo dạ bà cháu vốn là con nhà nòi cũng biết một chút về tâm linh ấy để cháu giúp Cú huy xử lý cái vong này nói đoạn tôi quay trở vào trong nhà gọi năm chó dậy hai thằng tôi sửa soạn lại hành lý rồi chào bà cụ hẹn chiều nay sẽ quay lại bà cụ mỉm cười chỉ đường cho chúng tôi Hai con cứ đi thẳng 300 mét nữa Tới gần cái khách sạn ấy Thì ở đấy sẽ có xe túc túc để về Tôi cảm ơn bà và hai thằng tôi Cũng đi thẳng theo hướng bà chỉ để về lại khách sạn Tôi bảo nam chó Này Lát về khách sạn ấy Tao lên chuẩn bị đồ Mày qua chợ mua giúp tao ít vàng hương hoa quả Để đến nay làm lễ nhá Chi tiết tao ghi trong giấy này rồi Tiền thì cứ lấy từ tiền của thằng Cam hôm qua ấy Tiền bạc phi nghĩa cứ phải tán lọc đi cho nó hết nghiệp coi như anh em mình thay trời thành đạo lấy của người giàu chia cho người nhà nam chó nhìn tôi vẻ mặt ái ngại nhưng đi một mình tao sợ bị bớ lắm như hôm qua nữa thì sao mày cứ yên tâm đi đây là trung tâm thị xã đông người Chúng nó không dám làm bậy đâu à mua luôn hộp cơm với mấy lon bia thèm lắm rồi về tới khách sạn anh quản lý thấy tôi thì hỏi bạn em đâu mà chỉ có đi một mình thế này qua hai thằng đi chơi đêm không về à tôi đáp vâng anh bạn em nó đang đi mua ít đồ à anh cho bạn em thuê thêm hai ngày nữa nhá tiền bạc không thành vấn đề với cả hai ngày thế thì có vào chưa giảm giá không ví dụ như gà móng đen móng đỏ giảm giá cho sinh viên du học campuchia chẳng hạn nhà em là có sổ hộ nghèo đấy nhá ông anh cười đáp không có đâu ông tướng quy định khách sạn rồi em thôi tặng em hai lon nước mát trong tủ uống gì tự đấy còn tối ra đường ấy xem chị em gà móng đen đi làm đông vui nhộn nhịp lắm thích thì vỡ tạm một em vào mà xả chị chết tôi cười cười không đáp lặng lặng cầm hai chai nước rồi cảm ơn ông anh sau đó bước lên phòng thấy động con ếch tôi đặt nằm ở trong túi treo trên cái móc quần áo nó kêu lên ọp ọp tôi chỉ đồng buôn nấu mẹ mày cháu ếch Singapore bây giờ kêu kêu cái gì tối tao cho ăn không phải kêu ôi trời khổ thân tôi chưa người ta nuôi chó nuôi mèo tôi lại phải nuôi con ếch không có cả cái đánh giếng mà ở thế này có hẻn không cứ chữ tôi lẩm mầm rồi lấy ba lô chuẩn bị những vật dụng cần thiết không quên ném lưng con ọp ọp kia vào giữa rồi kéo khóa để gọn ra một góc nằm dài ra chiếc giường và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi 15 phút sau nam chó cũng đi chợ về tay sách nách mang trông khá là tội ai bảo đã gầy rồi có không chịu vận động tôi lấy cốc đá bật lon bia làm một hơi hết nửa cốc à. này nam chó cái bia ăn co này uống cũng được phết nhở mỗi tội thua xa bia hơi với nạc nuộc nam chó ngồi thờ hồn hỉnh không ra hơi Thế tôi đá đều thì nó mới chửi Nuộc cái tôm môn nhà mày Uống đi Mừng anh em ta thoát nạn Trong cái rủi có cái nhắm An toàn trở về Uống vài lon mà nam chó mặt đỏ như gà trọi Mồm méo sạch ra Nó nổi hứng xuất khẩu thành thơ Ăn nói liên thuyên Có lúc lại nhắc về em Trang Thì mặt có ý không được vui cho lắm Tôi thấy nó có vẻ buồn nên ăn ủi Sao rồi Lại nhớ em Trang có phải không Có duyên sẽ gặp lại nhau thôi Không phải buồn Cuộc đời mà phải có tí gian nan chắc trở Ai sao hạnh phúc nó mới bền lâu được Chứ đâu phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng đâu Như tao đây này Mấy mối tình người cũng tan vỡ hết cả Có cái nào ra cái nào đâu Đời cơ bản nó là buồn bạn ạ à. Chiều mấy, tôi và nam chó bắt một chiếc xe túc túc Quay trở lại nhà bà cụ Bà cụ thấy chúng tôi thì mừng lắm Tôi biếu bà ít sữa với bánh kẹo cảm ơn bà đã chiếu cố cho bữa cơm quê hôm trước Giúp đỡ hai thằng tôi lúc hoạn nạn Bàn đêm buông xuống Tôi với nam chó chuẩn bị cho kế hoạch thu phục con vong kia Vì nó là thể thuần âm Dễ dùng vào những việc này nhất Tôi bảo nam chó Đêm nay mày thay thằng bé con đi gặp cái vong kia nhá Hoán đổi thân xác thôi Tao có cách để nó không nhận ra mày Mày chỉ cần dụ nó và chậm pháp bày sẵn Tao sẽ có cách thu phục Nam chó nghe vậy thì dãy nảy cả lên Ôi rồi cái thằng thì cúng nửa mùa này mà lại bắt ông mày đi gặp ma với quỷ đấy à Tao không đi đâu Mày đi mà dụ nó Tôi nói bưng cua Mày mà không đi ấy Nếu tìm được cái trang ấy Tao kể hết là mày thích con Quỳnh An này Hồi sinh viên ấy Như nào nhá Xong mới yêu nó Nam chó bị bắt top, Nhẹ giọng ngay Tiền sư bố nhà mày Thôi được rồi Để để ông làm Nhưng mà nhớ đừng nói cái gì nhá Kẻo em trang em giận lại bỏ đi nữa thì khổ Vậy là sau khi bắt bẻ nam chó Nó đã đồng ý giúp tôi đi dụ con phòng kia Vì thằng này nó thể thuần âm Người nói như cục nam châm vậy, vong nhìn thì vong chỉ muốn đâm vào ngay. Tôi dùng nó để dụ vong là tốt nhất rồi. Đến lập lễ một bàn nhỏ, xin tổ công tổ địa, thánh thần nơi này giúp sức. Nếu có điều gì không phải mạo phạm đến các ngài, thì xin các ngài tha lỗi cho. Tôi không phải là người cam nên phần nào phép phù thủy không được linh nghiệm. Nhưng may sao cậu Hoan từng truyền lại cho tôi một số phép của thầy Miên, thầy cúng bên cam và lào. Dùng để kết hợp với phép phù thủy phương Nam thì khá hiệu quả. Tôi lấy nhọn nồi trộn với nước tiểu trẻ em Chát lên mặt thằng bạn trí cốt Trông nó như người móc dịch cống lên vậy Nó còn bảo có cái mùi gì là lạ Tôi chỉ dám tùm tìm cười Mai này mà chuyển nghề đi hóa trang cho người chết Là hợp lắm đây Mai này mà chuyển nghề đi hóa trang cho người chết Thì cũng hợp Tiếp theo tôi dùng một đạo bùa Đập vào giữa lá bùa là một ít đất đèn Sau đó vo tròn lại mà nhét vào mồm thằng nam chó Tôi dặn nó nhắm mắt Và tuyệt đối không được mở ra Cứ theo hướng ánh sáng mà bước tới khi nào nghe tiếng hô mới được mở mắt ra rồi sau đó rắn lá bùa này vào người chạy thật nhanh về chỗ đám mai phục về phần thằng bé con kia tôi bảo bà bà ơi bà với cháu cứ ngủ như bình thường nhé việc còn lại chúng cháu tự lo như thường lệ đêm nay con vong kia lại tới tôi thấy thằng bé ngồi dậy bước xuống giường xỏ đôi dép vào chân nhưng không thể nào nhấc chân lên được bởi vì đôi dép ấy đã được tôi dùng chỉ ngũ sắc buộc hai đồng xu vào coi như tạm thời giữ chân được nó tôi bảo năm chó bước giữa tay năm chó và tay thằng bé kia có một sợi chỉ ngũ sắc để liên kết với nhau năm chó mắt nắm nghiền bước ra góc vườn khi tới nơi tiếng hồ của tôi mở năm chó mở mắt ra lấy lá bùa rồi lao tới chẳng hiểu cú cậu mắt nổ mắt xịt kiểu gì nó rán trượt vào gốc cây sợi dây buộc ở tay với thằng bé trong nhà bị đứt ra còn vòng dít lên lao tới như một thế lực vô hình hất năm chó văng ra vài mét năm chó hoảng quá vừa chạy vừa kêu Mọ ơi, cứu tao với, nó, nó Tôi kêu lớn Nhanh, chạy vào trong vòng tròn chậm pháp đi Con vòng ngồi trên ngọn cây Cười khinh khách, sau đó lao tới chỗ nam chó Vừa vào trong chậm pháp Hình sao bắt đầu Đốt bảy ngọn đèn cây bầy sẵn bên ngoài Nó đã bị tôi lao tới, áp sát Tôi vùng chân tung một cú mai hoa đạp tuyết Của cụ mai kế hoa truyền lại Hất văng nó ra ra Cái vòng khỏe lắm, từ đâu có trận gió to thổi tới Trong gió khí âm lạnh ngắt Tanh tưởi một mùi đất làm hai mắt tôi khó lòng mở ra được. Bỗng nhiên nam chó hai mắt đục ngầu nó lao đến tung một đạp quá bất ngờ, khiến tôi né không kịp, chúng ngay giữa ngực bị hấp văng ra ngoài. Đúng là thấy pháp người Việt bắt vong trên đất khác, sức mạnh của tôi giảm xuống rõ rệt. Trong lúc nguy cấp, tôi cầm tấm gương có điểm phép của cậu Hoan cho tôi. Trên ấy viết toàn là tiếng mường cổ. Tôi cơ hồ không được thạm phép cho lắm, nhưng vẫn đánh đều chiếu thẳng vào người thằng Nam. Còn vòng trong người nó như bị trói mắt, tôi thấy nó lấy tay che mặt không dám tiến lên chớp thời cơ tôi trồm lên tung tế võ gia truyền khôi tinh tích đầu đá văng cái vong trong người nó bật ra ngoài thằng bạn tôi tỉnh dậy đang không hiểu cái chuyện gì bỗng bên dưới chân của nó như có bàn tay nhấp nháp nắm lấy nó rú lên định bỏ chạy nhưng đã bị con vong túm chân mà lôi lại làm cho nó ngã sõng xoài ra đất tiện tay cô cậu vớ được một cái điếu cày tôi để ở đầu hiên quay lại hất đám nước điếu khai như nước đáy bò về phía con vong không ngờ thứ nước u ấy lại là thứ mà cái vong kia sợ nhất. Nó buông năm chó ra, rồi nghe có tiếng xèo bên dưới đất. Thời cơ đã tới, tôi chạy lại dùng dây ngũ sắc tung ra quật vào con vong tóe lửa. Nó hóa ra một làn khói trắng định bay đi mất. Nhưng mà không ngờ tôi đã bày thành thế trận tự bao giờ. Mỗi mặt tôi để một bức tượng làm bằng đất nung hình thần độc cước. Vây lấy bốn mặt, con vong không sao mà thoát ra được. Vì hễ muốn ra ngoài, tức thì bức tượng chỉ có một nửa thân người của thần độc cước kia Bắt ngài lóe sáng để nó ngã vào trận sao bắt đầu Con vong yếu đi Tôi mới bảo nam chó há mồm ra Tôi đến đạo bùa hút nó vào trong Rồi gặp lại trói bằng trợ chỉ ngũ sắc Sau thì đặt dưới lưỡi nam chó Tức thì nó ngồi thụp xuống như bị vong ốp Miệng nó cất tiếng nói của trẻ con Xin thầy tha cho con Con chưa có hại bất kỳ ai đâu Chỉ là đến để tìm bạn chơi thôi Con đói lắm, cô đơn lắm Tôi nghiêm mặt quát Vong là ai? Tại sao không đi đầu thai đi "Có oan khuất gì, nói ra để ta giúp." Vọng kia chắp tay lại thưa. "Dạ, con là Hiếu, mẹ con là người Việt, bố con mất sớm, mẹ con đi bước nữa, lấy một gã người Cam làm chồng. Lão dẫn người đàn bà khác về nhà lúc mẹ con đi vắng. Sau đó hai người bàn nhau hãm hại mẹ con, nhằm chiếm đoạt căn nhà này, đuổi mẹ con ra ngoài đường." Con đứng sau cửa, nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên họ tìm cách hại cả con. Lão tài xế đâm vào con cũng là họ thuê. Sau đó còn tìm thầy bùa người miên chấn niệm con tại nơi đây, không cho con trở về nhà. Con cũng không thể nào siêu thoát nên đành lang thang trốn này. Con chỉ có nguyện vọng được trở về quê hương ở thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp thôi. Tôi thấy Vong nói như vậy thì cũng đáng thương Cũng thấy nó còn nhỏ mà chết oan không muốn mạnh tay nên liền đồng ý. Được, sau khi về Việt Nam, ta sẽ tìm cách liên lạc với gia đình của Vong. Bây giờ hãy chỉ cho ta chỗ bùa trấn niệm để ta giúp Vong được siêu thoát. Tôi lấy trong ba lô ra con ếch tìm đường, đặt xuống đất, nhét vào miệng nó một lá bùa dẫn đường. Chẳng tốn bao nhiêu công sức, nó đã nhảy tới nơi. Thì ra là một gốc cây cột điện. Tôi với nam chó tay nhau đào bới xung quanh. Lát sau chúng tôi đã tìm ra lá bùa bao quanh một mảnh vải. Bên trong là mảnh xương sọ nhỏ mảnh bài được vẽ trên đó là những hoa văn kỳ dị. tôi nhìn cũng không thể hiểu được. điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là cây đinh được cắm thẳng vào mảnh xương kia. ngay sau khi tôi rút cây đinh ra, con vong quỳ xuống mà lại tôi. cảm ơn thầy, nhờ thầy mà con được giải thoát. thầy cho con nương tựa vào lá bùa này để khi nào thầy về thì thầy cho con theo với. sau đó cây vong thoát khỏi người thằng nam chó. nó cũng nhè lá bùa ra để tôi thu lấy rồi cho vào trong túi đựng vong. tôi bảo nam chó vào nhà lấy giúp tôi ba nén nhang tôi cắm quay nhang xuống đất rồi nhét mảnh xương sọ vào túi đọc bài khấn. Vong chết đường có nghe, vì tai nạn chẹt xe, theo mau như lời ta gọi, rồi theo ta cùng về. Đọc xong câu khấn, tôi quay sang bảo với nam chó. Xong rồi đấy, vào thôi, coi như thành công rồi, giúp được bà cháu Tổng Huy. Vậy là vong được giải sẽ theo tôi cùng về Việt Nam. Còn thằng bé Huy được bà đỡ xuống giường. Nó ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trời gần sáng rồi. Tôi cùng năm chó không ngủ nữa. Hai thằng ngồi bên hiên nhà, nhìn bầu trời đêm nghĩ về tương lai đầy chông gai phía trước. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi từ biệt hai bà cháu, tôi dọn hành lý trở về khách sạn. Năm chó mới hỏi tôi. Thế thằng em mày giờ tính làm sao? Bao giờ định cứu nó? Tao cũng đang đau đầu đây. Hôm qua nó nhắn tao thì trong này có rất nhiều người chung hoàn cảnh như nó, bị bán tới đây, bị đánh đập ở trích điện, ép làm việc 12 tiếng một ngày có cách nào cứu cả đám ra không nhỉ hay báo công an tôi đáp bằng cách nào bây giờ đây là campuchia có phải việt nam đâu tao e là nếu mà không vào hang cọp ấy thì không bắt được cọp con mày dám điều với tao không như hồi ở trong hang bậm phỉ ở trên tây bắc ấy được nhưng mà phải tính cho kỹ vào chứ sơ sẩy cái là đi bắn muối luôn đấy ừ thì tao tính cả rồi mày không phải lo tôi lấy máy gọi cho anh linh thiếu tá xăm môi alo anh à em muốn vào trong khu đó anh có cách nào giúp bọn em không em biết nguy hiểm nhưng mà em cần tìm hiểu địa hình cách bố trí lực lượng ở khu đấy nữa em gửi địa chỉ cho anh nhé anh ninh trả lời tôi có ý lo lắng mày đúng là cái thằng cứng đầu người ta thì thấy nguy hiểm tránh xa ra đằng này mày lại đi đau đầu vào ngày trước mày mà thi vào học viện cảnh sát ấy thì hợp hơn là học điện lực đấy thôi được rồi cứ từ từ để anh xem thế nào đó đừng có vội gì nguy hiểm lắm đấy sau một hồi nói chuyện điện thoại, tôi cúp máy, bảo với nam chó, à, dọn đồ đi, theo ta đến một nơi, tạm thời chúng mình sẽ ở đấy. Nam cận ngơ ngác, à, anh say, anh định cho em đi đâu đấy? em em hơi sợ, tôi phải nói cứng, cứ đi đi, rồi mày sẽ biết, đi ăn đặc sản, đã có quen với đặc sản của tôi, nam chó nói ngay, đặc sản cái khỉ gió, ấy có lần nào tôi ăn đặc sản của mày mà nốt trôi được đâu? tôi cười hề hề ra chiều động viên nó một hồi sau cô cậu cũng đồng ý theo tôi như sự chỉ dẫn của anh Linh chúng tôi tìm đến một ngôi nhà nằm ở trung tâm thị xã một cửa hàng kinh doanh lẩu nướng và trong quán một em nhân viên da trắng làm tôi lo lắng tiến lại hỏi hai thằng tôi dạ hai anh dùng gì à à không cảm ơn em em cho anh hỏi anh Dương chủ quán em gái mỉm cười vâng thế thì hai anh đợi một lát nhé nói đoạn em gái bước vào trong quán Lát sau một người đàn ông từ dưới khu bếp đi lên Trông anh ta khá trẻ, độ ngoài 30 Da ngăm đen, gương mặt điển trai Trông rất men lì Tôi gật đầu rồi chào anh Dạ em chào anh, em là Thành ạ à. Em của anh Linh giới thiệu ạ à. Anh Dương mỉm cười rồi đáp Ừ, anh nghe, nghe Linh nó nói rồi Hai đứa em vào đây ngồi uống nước đi Rồi nói chuyện Chúng tôi theo anh vào bên trong Ngồi trên bộ salon được kê giữa quán Anh rót hai chén nước chè mời chúng tôi Dạ, bọn em qua đây xử lý chút việc riêng, cũng xin lỗi đã làm phiền anh. Anh cho thằng bạn em ở đây với em một thời gian. Hằng ngày nó sẽ làm phụ bếp phục vụ giúp cho anh. Em giải quyết việc riêng xong rồi em sẽ quay lại. Được rồi, anh với thằng Linh là bạn học với nhau, chơi với nhau từ nhỏ mà. Em là em nó thì cũng là em của anh. Tại anh sang Cam lục nghiệp sớm, chắc các chú ít tuổi thôi nên không biết anh. Có cái việc gì khó mà cần giúp ấy, cứ nói với anh. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp hết mình hai thằng chúng tôi được anh dẫn vào phòng nghỉ tôi nói với nam chó mày ở đây nhá tao sẽ vào khu đó một thời gian cần gì thì tao sẽ liên lạc với mày mày chỉ cần giả làm người mang đồ ăn tới ship là sẽ gặp được nhau không phải lo khẩu súng này tao giao lại cho mày giữ nhớ đừng có tay máy nghịch ngậm bắn thử ấy nhá muốn bắn lấy súng của mày ra mà bắn nam chó buồn rầu đáp súng của tao thì lúc nào chẳng đầy đạn nhưng đời tao mới chỉ bắn được một lần thôi nhưng mà nguy hiểm lắm vào đấy nó bán nội tạng thì khổ Mày đánh solo chứ gặp AK thần trưởng thì đánh làm sao được Hay lại thôi đi Tìm cách khác đi Chứ tao thấy nguy hiểm lắm Tao không đồng ý đâu Chỉ có điên thì mới chui vào đấy thôi Người muốn ra thì còn chẳng được Cứ thích đi lao vào chỗ đấy Tôi quả quyết Đúng thì có điên mới vào trong đấy Nhưng mà còn em tao nữa Với bao nhiêu anh em người Việt ngày ngày bị đối xử như nô lệ ấy. Mày nghĩ xem Còn bao nhiêu người nữa Họ hàng cũng đang chờ đợi gia đình chờ đợi Mạng sống thì bị treo trên đầu Không biết khi nào thì chết Từ hỏi mình chỉ cứu em mình thôi Thì có ra dáng con người không Nam chó trầm ngâm suy nghĩ rồi mới nói Thôi thì mày đã quyết rồi thì cũng phải cẩn thận Trong này có 5 viên đạn Mày có mệnh nghệ gì Tao lái xe hút đổ cổng Giải phóng con mẹ nó cả khu đó luôn Nói đùa vậy thôi Mày phải đi về lành lặn Rồi cùng tao đi kiếm em Trang nữa Tao ở đây chờ tin của mày Cần làm cái gì cứ nói với tao Tao sẽ làm trong ngoài phối hợp thì may ra thành công Vì đã xin được thông tin từ trước Tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho cán bộ tuyển dụng của công ty thằng em tôi Đang bị lừa Rồi ứng tuyển vào vị trí IT Vì bản thân tôi có kiến thức và kinh nghiệm về mảng công nghệ thông tin khá tốt Sau một hồi phỏng vấn Cuối cùng tôi được nhận với mức lương thử việc 23 triệu Họ hẹn tôi sáng ngày mai sẽ đón vào khu để làm việc Sáng ngày hôm sau Tôi chào từ biệt mọi người rồi thuê xe ra điểm hẹn Ra đón tôi là một bạn nữ khá xinh nói giọng miền Nam Tôi thầm nghĩ Nếu không phải là đang lo nghiệp lớn Ông lại trả cua mẹ mày luôn rồi Sau đó thì Tùng tìm cười một mình Chiếc xe chở tôi vào khu X Bên ngoài cổng vào khu Có 5-6 tên bảo vệ người cam Trông chúng nó to cao đen hôi Nếu mà solo thì chắc tôi thoải phủ về với cụ Mai Kế Hoa cũng đi Em gái xinh xắn đón tôi lúc nãy Bước xuống xe Nói gì đó với bọn bảo vệ Sau đó em gái quẹt cái thẻ vào máy Rồi tôi thấy em quay trở lại trong xe liền nói: "Đi thôi, xong rồi." Chiếc xe chở chúng tôi vào trong khu. Ở đây tôi cảm giác như một khuôn viên của trường đại học, nó rất rộng. Các tòa nhà san sát nhau và được đánh dấu bằng các chữ cái D, L, M, N, H. Tôi thấy có một sân bóng, một hồ bơi, phòng tập gym, các quán ăn sáng, quán nhậu, cắt tóc cội đầu rồi cả quán trà sữa đủ cả, chẳng thiếu cái gì. Có chăng chỉ là thiếu sự tự do và thiếu tiền mà thôi. Sau khi đến nơi Có một người xuống dẫn tôi lên phòng ký túc xá Có lẽ người này là bộ phận hành chính của công ty Tôi được công ty cấp phát cho chăn ga cuối đệm Bàn trải khăn mặt Dầu gội sữa tắm Nói chung đồ dùng cá nhân đầy đủ Kể ra cũng chu đáo phết Khác xa với cuộc sống của những người bị lừa sang Phải làm việc như nô lệ Có lẽ vì tôi xin làm IT Nên đại ngộ của bọn này cũng khác Sau đó tôi được dẫn tới một phòng làm việc Để học nội quy công ty một con nhỏ khác nói tiếng miền Tây Anh hai đẹp trai dữ hen Bộ có bồ chứ gì Tối dìa đi uống cà phê với em ha Đẹp trai quá à Tôi Tùng tìm cười ra chiều ngượng ngùng Nói ly nhí để che đậy cái bản chất con người Chứ như ở Việt Nam Thì con bé này tôi xử lý trong vòng một nốt nhạc Con nhỏ hướng dẫn tôi Là một người Việt Nhưng nói tiếng Trung rất giỏi Nó dẫn tôi đi tham quan các phòng Chỉ cho tôi về công việc hàng ngày của mình phải làm gì Tôi đột nhiên chết lặng khi nhận ra thằng em tôi đang làm trong một căn phòng có các dàn máy vi tính xếp thành từng dãy cùng với rất nhiều người làm việc anh ấy đều rất tập trung không giấu nổi nét sợ hãi trên gương mặt thế cũng là may rồi tôi chỉ sợ nó bị bán tới một nơi nào khác anh em không thể gặp được nhau thằng đồng nhìn thấy tôi thì ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như cầu cứu nhưng nó không dám để lộ cho người khác biết rằng hai chúng tôi là quan hệ anh em vì như vậy rất nguy hiểm cho cả hai nói sơ qua về công việc it của tôi có lẽ những người vui tính sẽ nghĩ Chắc cùng lắm ngồi bấm đầu dây mạng Cái quyên dạo Nhưng sự thực thì nó liên quan tới rất nhiều mảng Hỗ trợ xử lý máy móc, thiết bị khi gặp sự cố Một phần cũng liên quan tới sự bảo mật dữ liệu Hoạt động chính của công ty Tôi quyết tâm vào đây cũng là vì lý do cả Bởi vì tôi biết Tôi làm về kỹ thuật Thì không cần chỉ tiêu Không bị đánh đập như những nhân viên sale Tôi cũng tính cả rồi Chứ có điên đâu mà tôi tự chui đầu vào dọ Còn cả chuyện lương lậu nữa Thì tôi không bàn vì mục đích chính của tôi là cứu người. Tối hôm đó sau khi tan ca làm, tôi trở về ký túc xá. Một lát sau thằng Đông nhắn cho tôi qua số điện thoại, tôi cho nó số phòng của tôi. Khu này thì bọn nó cũng cho sử dụng điện thoại, nên hai anh em liên lạc khá thoải mái. Một lúc sau nó hốt hoảng chạy xuống phòng tôi, nói như thở không ra hơi. "Anh Thành, anh Thành ơi, vào từ khi nào vậy? Em sợ quá." Tôi chấn an nó, "Không phải sợ, cứ bình tĩnh rồi nói. Anh vào đây ấy." là có mục đích cả Nhưng mày phải kín thôi Lộ ra là chích cả lũ đấy Bây giờ mày kể cho anh nghe có chuyện gì Thằng Đông bắt đầu kể lại trong sự hoảng loạn Chuyện là một nhóm người bị bảo vệ nhốt lại trong phòng Sau đó là cảnh đánh đập tra tấn Vì những người này có thái độ chống đối Không chịu hợp tác Hoặc đơn giản là làm việc không hiệu quả Không kiếm được khách hàng cho công ty Thằng em tôi cũng bị nhốt Nhưng chỉ là người chứng kiến Kiểu rung cây dọa khỉ Cho cả những người phía sau xem Để sợ Để làm việc cho chúng một số chống đối còn bị ép nhảy lầu Thậm chí là không muốn chết Cũng bị nó bắt phải nhảy lầu Vì người nhà không chịu giao tiền chuộc Tôi bảo thằng Đông Em cứ làm việc bình thường đi Cố gắng đừng tỏ ra bất kỳ thái độ chống đối gì Anh vào đây để cứu mọi người cùng ra Mọi người ở nhà rất lo lắng cho em đấy Thằng Đông đáp Một mình anh á Thì làm được cái gì đâu Chúng nó đông lắm Trang bị vũ khí đầy đủ Canh các 24 24 Khó mà thoát ra được Mày cứ yên tâm đi Anh có bạn đi cùng nó đang ở bên ngoài kìa Trong ngoài phối hợp với nhau ấy, thì sẽ có thêm hy vọng Mình yếu cho nên phải dùng cái độc, Chứ làm sao mình tấn công trực diện được Nói đoạn tôi mở ba lô Đưa cho nó một ít tiền để phòng thân Tôi biết cuộc sống bên này khó khăn Chi tiêu vô cùng đắt đỏ Không có tiền thì không giải quyết được vấn đề gì Nó cảm ơn tôi Sau đó bỏ về phòng Nhìn thằng em gầy đi nhiều tôi cũng xót lắm Ngày xưa ở quê nó cao to đẹp trai bao nhiêu Thì vào đây tiêu tụy gầy như con cỏ hen Trông xanh sao mà lúc nào cũng lo ông. Phải cái nhà nó cũng khó khăn, lại ít va chạm, bị bọn xấu lừa bán sang đây làm bất hợp pháp nên mới ra nông nỗi này. Chứ cũng chẳng phải vì nó ham chơi hay lười làm ăn, nợ nần gì đâu. Nhiều người cũng vì quá khổ, muốn kiếm việc làm lo cho gia đình mà đến nỗi mất cả mạng, xem ra cũng đáng thương. Thế rồi thời gian cũng thấm thoát trôi. Năm được khoảng một tuần, tôi cũng bắt đầu quen với công việc. Vì có kinh nghiệm thực tập và làm việc hồi ở Hà Nội Nên việc bắt nhịp của tôi khá dễ dàng Chỉ khổ những nhân viên làm sale Họ phải tập làm quen với những sảnh cược Những trò chơi lừa đảo như casino Game bài, nổ hũ bắn cá Bóng bánh các loại Thì mới có thể dẫn dụ khách hàng đăng ký tham gia chơi Tôi ngẫm nghĩ Toàn cái loại muốn dỡ nhà người ta Về làm trường dí cho nhà mình Thì đâm đầu vào tường mà chết thôi Chứ ngồi đánh canh bạc Cái bật lửa còn mất Chứ tin được ai Lại đi tin cái bọn cờ bạc online thì tiền dừng bạc biển. Có ông nội là binh kết thì cũng phá sản mà thôi. Mà cũng hay, nếu không vì công việc bất đắc dĩ này, chắc tôi chẳng bao giờ biết đến những cuộc chơi đỏ đen tưởng như công bằng, thực chất được bị can thiệp bằng hệ thống gian lận của nhà cái, cũng như những khái niệm cờ bạc là sấp đôi, tứ tử, player, banker, tài xỉu chẳng lẻ. Giang cư bận có truyền tay nhau bảo là lúc đi học tưởng 10 điểm là tài, nhưng đâu biết 10 điểm chỉ là xỉu. Bây giờ tôi mới ngộ ra chân lý, và trong khu này tôi thấy có gì đó âm u, lạnh lẽo lắm Các dãy giường tầng đã san sát nhau Nằm hai bên căn phòng, trải dài vào bên trong Thành một dãy tối tăm ẩm thấp Mỗi giường được quây một tấm rèm cho thêm phần riêng tư Cuộc sống nơi đất khách này chẳng khác nào bị giam hãm, tù tội Tối ngày hôm đó tôi đang đi dạo quanh tầng làm việc của mình Thì nghe có tiếng khóc lóc van xin phía xa xa Sự hiếu kỳ tò mò thúc đẩy tôi tiến sát lại gần cuối hành lang Tiếng khóc càng ngày càng rõ tôi thật sự đứng chốt chân tại chỗ sau khi chứng kiến cảnh đó một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi đang nằm dạp xuống đất có vẻ rất yếu rồi bên cạnh là hai tên bảo vệ và một gã người chung hắn da trắng đeo kính trông rất trí thức gã người chung này rít lên những tiếng hung dữ mà tôi nghe chẳng hiểu cái gì bất ngờ gã chỉ tay lên thành lan can hai tên bảo vệ ngay lập tức xách bổng cậu thanh niên quăng xuống chỉ nghe bịch nhẹ một cái bởi tầng làm việc của tôi là tầng 7 nên nghe âm thanh rất nhỏ Tiếp theo chẳng hiểu nó nói cái gì với hai thằng bảo vệ kia Chỉ thấy hai thằng này cúi đầu Chứng kiến vụ giết người dã man giữa thanh thiên bạch nhật Mà chẳng có cơ quan chức năng nào vào cuộc Thì đúng đất này là đất máu rồi Luật này là luật rừng Tôi không dám tin vào bắt mình Bọn chó này lại dám bê người ta quăng xuống lầu như vậy Tôi xưa nay đối đầu với ma với quỷ Nhưng đứng trước bọn giết người không gây tay Thì cũng phải dựng tóc cáy nổi da gà Chứng kiến sự việc đau lòng ấy Tôi không dám làm liều nên chuồn lẹ Vào nhà vệ sinh tôi tạt nước vào mặt để định thần và bình tĩnh Thật sự mạng người ở đây quá trẻ mặt Sự sống mà cái chết nó mong manh như vậy Sau khi tan ca trở về phòng Đứng trước ban công phòng mình nhìn xuống Chỗ cái xác kia bây giờ đã chật kín người Dây nhợ quấn xung quanh Công an đang tiến hành chụp ảnh Làm rõ nguyên nhân vụ việc những người hiếu kỳ đứng xung quanh xem rồi lấy điện thoại ra quay quay chụp chụp. Đang tập trung nhìn xuống dưới, đột nhiên cửa hành lang mở toang ra, bất ngờ khiến tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn rồi ứ. Khải, Khải lớp H3 hệ thống điện đúng không? Sao mày ở đây? Thằng Khải cũng khá ngạc nhiên. Thành Mo, Thành Mo phải không? Sao mày cũng ở đây? Trùng phùng tại nơi đất khách quê người khỉ ho cò gái này. Hai thằng chúng tôi ôm lấy nhau, tay bắt bà mừng. Hóa ra hai thằng tôi cùng phòng ký túc xá Nhưng về phòng mỗi thằng một giường Mỗi khoảng không gian riêng Lại có rèm che nữa Đi làm thì mỗi thằng một bộ phận Một công việc khác nhau Nên cũng không để ý Khải nói trong sự buồn bã Hài, Công ty mình lại có thằng nhảy lầu Ngay đâu là thất tình Bị cắm sừng rồi nghĩ quẩn Sao bọn này nó dại dột thế nhở Tôi chỉ tay xuống phía cái xác đang nằm bất động kia rồi nói Tao cũng đang hóng nãy giờ đây này Kỳ quá Nói thì nói như vậy Chưa ai biết được bí ẩn đằng sau câu chuyện đó là gì Chỉ có tôi vô tình bắt gặp Chứ họ mà biết tôi nhìn thấy Không khéo nó cũng lẳng tôi xuống luôn đi chứ Bụng reo ông ngọc Đói quá Tôi gấp vội chiếc áo đi xuống khuôn viên Bên trong khu đất để tìm gì đó lót dạ Chứ để cái bụng này nó đói Tí sao mà ngủ được Tôi muốn rủ cả Khải đi Nhưng nó kêu đau bụng không muốn ăn Thành ra tôi phải đi một mình Trong khoảng một tuần trở lại đây Tôi đã đi tìm xung quanh khu này để tìm hiểu về cấu tạo cũng như những góc khuất ít người lui tới để thực hiện cho cái kế hoạch điên rồ của mình. Như này có khác gì vật ngục đâu. Xung quanh các bức tường là hàng rào thép cai dày đặc được dựng lên rất kiên cố. Các cổng ra vào thì luôn có người canh giữ. Nói chung là trốn ra được cũng khó đấy. Vào quán ăn tôi gọi một đĩa mì xào bò và hai lon bia ăn co. Đang ngồi đợi đồ ăn ra thì bất ngờ một chị gái ngồi sau tôi đứng dậy. Vì vướng phải cái ghế nên cốc nước trên bàn đổ xuống váy Tiện tay tôi lấy cho chị vài tờ giấy trên bàn để chị lau. Chị cảm ơn tôi rồi mới nói. À, chị nhìn em quen lắm đấy. Hình như làm ở tòa hát, đài QH68 có đúng không? À, vâng, sao chị biết em? Em làm bên bộ phận IT. Chị cũng làm QH68 đây. Nhưng mà chị làm xuất nhập khoản. Mấy lần thấy em qua phòng cài máy cho các bạn thì phải. À, chị tên là Mây Mây. Em tên là gì? À, em là Thaco. ạ. À. Tôi đáp trong sự e thẹn. Chị hỏi tiếp. Mà sao em ngồi một mình ở đây Thế qua đây ngồi ăn chung luôn đi Chị cũng ngồi một mình đây Vậy là tôi xách cái thằng người sang ngồi chung với chị Chị sinh năm 90 Quê ở Bình Dương dáng người nhỏ nhắn, nấm lùn Trông cũng khá đáng yêu Đặc biệt là chưa có chồng Nói chuyện một hồi khá hợp Tôi chủ động xin telegram của chị Để các bạn cho vui Ngày hôm sau chị chủ động nhắn tin cho tôi Dù tôi đi ăn tối Tôi cũng nhận lời bởi chiều trên công ty tôi đã ăn gì đâu Đồ ăn công ty tôi ăn không hợp Nên bỏ bữa Sau khi ăn xong cũng khoảng 1-2 giờ sáng Vì tôi đi làm về khá muộn Ngày nào cũng khoảng 10 giờ tối mới tan Sang có tí men trong người Tôi khai sang nói với chị bằng cái giọng dê sồn à, Dù em đi ăn tối Mà không sợ thành bữa tối của em hay sao Chị ngượng ngùng Dẻo mỏ như thế này ấy, Mà không có người yêu thì chị không tin đâu Tôi biện minh à, Trước đây em cũng có đấy chứ Nhưng mà cô ấy tự ti với nhan sắc của mình Chủ động rút đuôi khỏi cuộc đời em rồi Cô ấy đi tu rồi chị ạ à? Một cô thì đi Nhật yêu xa Nên cũng đứt cánh luôn Không thấy chị trả lời Và lại thì thấy chị đã dừng lại từ bao giờ Cách tôi khoảng 2 mét Tôi cũng thấy dùng mình Thoảng qua đầu mũi tôi là một mùi tách tưởi Quấn về trong gió Khiến tôi cảm thấy như vừa có một oan hồn nào đó Mới trở lại dương trần trong giây lát Vì nghề vô thủy của tôi Vốn đã nhạy bén vô cùng với thế lực ma quỷ Nên chỉ cần có chút âm khí là tôi biết ngay Bỗng nhiên chị gái kia đứng chưa chơ ra như trời chồng Rồi nhìn về phía tôi không trước mắt Tôi cất tiếng hỏi Mây mây chị làm sao thế Sao tự nhiên đứng ẩn ra vậy Chị gái bỗng thay đổi giọng nói khác hẳn ban đầu Cái giọng cứ vong vẳng Như từ một cõi khác trở về Chứ chẳng phải là giọng của người sống Tôi biết ngay là chị bị nhập Hồn ma trong người chị cất tiếng bảo với tôi Thầy ơi Con chết oan Thầy giúp con với Con là cái đứa hôm trước bị chúng nó hãm hại nhảy lầu đây Hôm đấy con biết thầy có xem được Lúc con bị hại Muốn thầy giúp đỡ mà biết thầy nặng quá Có không cách nào khác phải hiện ra được Đành phải nhờ chị này Để khai khẩu nói chuyện Sao Mân Tên chủ quán người Trung Quốc Nó độc ác lắm Nó sợ vong hồn của con báo thù Nên đã tìm một thầy Pháp người miên để chấn hồn con lại Có nhiều người bị chúng nó giết rồi Giết hồn đều bị đem nuốt cả vào trong các hình nhân Bằng cỏ ấy Đóng đinh vào xương sọ Rồi để trong một cái miếu biệt lập xây ở góc cuối dãy Của khu nhà này này Chúng con khi sống đã bị cầm tù đánh đập khổ sở rồi Bỏ mạng nơi đất khách này Còn bị yểm nhốt không tìm được đường về Lại đời đời kiếp kiếp này bị nhốt ở đây Thì khổ lắm Không có về được với gia đình quê hương Chỉ xin thầy phá giải cho chúng con Để chúng con có thể trở về quê hương Có người hương hỏa Nhanh chóng mà siêu thoát đầu thai chuyển kiếp Con chỉ nói được đến đây thôi Vì lão thầy miên sắp đến bắt hồn con lại rồi Không thể hiện ra được nữa Sau đó nó thoát ra Lập tức bà chị mây mây ngã cục xuống Tôi chạy ra đỡ chị Dìu chị ngồi lại ở ghế đá bên lối hành lang Mặt chị ta tái mét đi vì mệt mỏi Có lẽ vì vong ốp trong người lâu quá Mà chị lại yêu bóng vía Nên không tránh khỏi bị hành cho rũ rượi Tôi bấm huyệt nhân trung Lấy dầu gió xoa cho chị Chị gái dần dần tỉnh lại Tôi hỏi chị có nhớ gì không Thì chị ngơ ngác lắc đầu rồi nói ờ, Không, chị đang đi thì thấy có tiếng gọi sau lưng thôi Rồi thấy bóng một đứa thanh niên mặt đầy máu tươi Đã dập nát hết rồi chân thì què còn tay thì gãy còn lủng lẳng ấy nó đi ngay phía sau chị sợ quá định há mồm ra kêu thì nó chui ngay vào trong mồm sau cùng thì thấy hai mắt chị tối sầm lại chẳng biết cái gì chị lần sau yêu bóng vía đi đêm về hôm thì nghe mấy người gọi sau lưng mà chỉ gọi duy nhất một câu ấy thì đừng có quay lại như thế là dễ bị ma gọi và cũng dễ bị nó ốp vào người đấy chị gái nghe xong thì ngạc nhiên lắm vì không hiểu sao tôi lại hiểu biết nhiều về tâm linh như vậy tôi quay ra chiều mà này, nãy chị ngất đi Em phải ôm giữ ấm với đánh gió đấy Kèm hà hơi thổi ngạt Bấm huyệt mát xa đủ kiểu chị mới tỉnh dậy Em là trai tân, em bắt đền chị đấy Nói xong tôi cười lên khách khách Làm bà chị đỏ mặt quay đi Xem ra là khoái tôi lắm rồi Tôi đưa chị về Sau đó trở về phòng tiến lại chỗ giường thằng Khải Tôi ngồi xuống mới hỏi nó Này Khải Trong này có cái miếu nào to to Mà thờ cúng gì của mấy thằng người cam với người trung không Tao mới vào nên chưa rõ mấy chỗ đấy Mày đấy lâu hơn tao thì có thấy bao giờ không? Thằng Khải ngẫm nghĩ một hồi rồi nó bảo Hình như là có đấy Mày đi theo lối tầng 1 Đi ra sân thể thao nhé Rồi rẽ trái Có hàng cây cọ mọc hai bên đường um tùm ấy Đi khoảng 200 mét thì trách hướng tây nam Có một cái miếu nằm khuất chỗ góc tường Mấy lần đi dạo tao vẫn thấy Cái tụi cam với tàu ấy Chúng nó cứ thò thụt ra ra và vào ở đấy Thì tao không dám lại xem Chỉ dám đứng xa xa mà nhìn trộm thôi Tôi cảm ơn nó Xong lặng lẽ đi xuống khu đất phía sân bóng Trời tối không có ánh đèn Mà đêm lạnh lẽo Khiến tôi có chút dùng mình Da gà da vịt nổi hết cả lên Đi theo lời chỉ dẫn của thằng Khải Quả nhiên tôi đã đến được cái miếu Nó nằm biệt lập một góc Cây cối um tùm Ánh đèn đỏ lập lè trông quái dị quá Tôi đứng xa xa Tìm lại xác định vị trí ngôi miếu Quả thật ở đây bọn nó đang thờ cúng cái quái gì Mà mờ ám lắm Nhưng phải vào bên trong Thì mới biết được mà xử lý Thấy ngôi miếu không có người canh gác bảo vệ Tôi dự là đêm hôm sau sẽ đột nhập vào đây để xem xét kỹ hơn Đến ngày hôm sau tôi chuẩn bị ít đồ nghề nhân lúc đêm tối Tôi giả vờ đi lại dạo trong khuôn viên Nhân lúc vắng người tôi lẻn vào hướng vườn cọ Rồi lặng lẽ tiến vào trong ngôi miếu Ở bên trong tôi thấy quánh điện quả nhót màu đỏ nhờ Nhìn hư ảo cùng vô số các hình nhân bằng cỏ Đóng ở trên tường cố định bởi một cây đinh mười Tôi tiến lại xem kỹ hơn thì Thoảng nhận ra Bên trong những con hình nhân ấy Có một mảnh xương sọ của người chết Có lẽ là các nạn nhân bị giết hại chấn điểm ở đây Trên mảnh xương còn vương da thịt Và một nhúng tóc người dính lại ở đó Trên mỗi hình nhân là những cây đinh Được cắm thẳng vào đỉnh đầu Cách đó 2 mét tôi thấy một con hình nhân bằng giấy Còn mới tinh ở trên đó Ghi sinh thần bát tự của một người Được dán trên đó lá bùa đỏ như máu Ký tự màu đen ngực ngoạc Kèm theo chữ viết của người cam Nên tôi xem chẳng hiểu gì Phía dưới con hình nhân ấy Tôi thấy chỗ đất đó có vẻ vừa được đào dới Và lấp lại qua loa Lập tức tôi lấy một đồng xu đặt xuống đất Đốt ba que nhang Tôi cắm thẳng vào lỗ đồng xu Sau đó đào bới cái chỗ đất ấy lên Hì hục khoảng 5 phút Tôi đã thấy được thứ chôn bên dưới Đó là một cái hũ xanh được bọc rất cẩn thận Trên nắp còn ra lá bùa Sao trong lá bùa này nó cất quét, quét Thôi đúng rồi Thằng cu hiếu Cái thằng bé bị chấn điểm ở cây cửa điện Hai lá bùa này giống hệt nhau Đích thị là cùng một kẻ làm Phần này tôi phải dạy cho lão ta một bài học Phải tính cả nợ cũ nợ mới Với mấy thằng thầy khốn nạn này mới được Để cho nó biết Cách nghiệp làm thầy không đi cứu người giúp đời Thì thôi Sao lại phải làm ra những cái chuyện tàn ác như vậy Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng nói xì xà xì xô Nghe chẳng hiểu mô tê gì Tôi dập mình để mọi thứ lại chỗ cũ Rồi nét mình vào một góc tối sau ngôi miếu để nghe trộm Thì đó là gã chủ người Trung Quốc cùng với một tay thầy miên mặc chiếc áo như áo bà ba quấn khăn rằn trên đầu bên ông đeo túi vải nâu tên chủ trung quốc bước vào trong lấy nhang thắp một nén rồi cắm vào hương án vái lấy váy để tôi thấy gã người miên mở cái hũ bên dưới đất ra lại lâm nhâm đọc gì đó như là phép rồi đóng ngay lại tôi chứng kiến hết những việc bọn nó làm rồi sau đó thì ngồi im mà thở khẽ một hồi hai tên ấy bỏ đi tôi mới nhìn quanh nhìn quẩn sau cũng mới trở vào trong miếu lần đến cái lọ bên dưới đất rồi tôi mở nắp cái hũ ra tôi ngó đầu vào bên trong chiếc hũ rồi lấy ra một chiếc hộp thủy tinh chiếc hộp này đựng răng và một núm tóc được ngâm trong đó là cái thứ dung dịch gì mà tôi cũng chịu chỉ thấy nó hơi đặc và có màu đen xám tôi mở nắp nhẹ ra thì oẹ một cái cái mùi khăm khẳm pha với ẩm mốc của đất người thấy là buồn nôn luôn ngay lập tức lá mùa ban nãy rung lên đột nhiên bay lên không trung như có người ném lên vậy tôi lấy ra một đồng tiền xu tôi chỉ vào lá bùa miệng lâm nhâm đọc thần chú rồi búng đồng xu thẳng về phía lá bùa bất ngờ sau khi va chạm lá bùa bốc cháy bầu trời đêm tối đen như mực lập tức lóe sáng một tia xét trên tầng không đánh thẳng xuống ngôi miếu bùng cháy ra lửa màu xanh dương và khói màu đen như người ta đốt dây cao su vậy sau khi đổ cái hỗn hợp ấy đi tôi rửa sạch răng và tóc bằng nước thánh đèn bia bọc lại bằng một tấm vải sạch rồi chôn xuống lại như cũ về đến phòng tôi nhắn cho thằng đông kế hoạch bỏ trốn một kế hoạch phải cần đến sự đoán kết Thì mới may ra thành công được Buổi hôm sau khi bên ngoài đã vãn người Trời đã về khuya Tôi lại lẻn vào cái miếu đem theo ít đồ nghề Rồi gỡ hết số hình nhân kèm đám xương sọ ấy ra Để giải tắt cho những vong hồn bị giam cầm Cũng không quên cầu siêu cho cậu thanh niên Bị lẳng từ trên tầng thượng xuống hôm đó Làm xong xuôi tôi đọc một đạo bùa khấn rằng Anh em khuất mặt khuất mày Bị người ta giết hại Đây tôi giải thoát cho anh em để anh em báo ân báo oán Báo ân báo oán xong anh em cứ theo lá cờ màu đỏ tôi treo trên vai Thì theo tôi sẽ đưa anh em về quê trả đất mẹ Khấn xong xuôi đâu đấy tôi đem tất thầy những mảnh xương sọ nhét cả vào trong túi đựng vong Phía xa xa hàng chục bóng đen bay là là ẩn hiện Có lẽ đây là những vong bị lão thầy miên trấn niệm nơi này bấy lâu Nay được tôi giải thoát Họ đứng đó mà cúi đầu cảm tạ Rồi từ từ tan biến vào màn đêm Sáng hôm sau khi lên ca đi làm Tôi nghe mọi người kháo nhau rằng Lão chủ quán người Trung Quốc kia Đêm qua đã nhảy lầu Rơi xuống và đụng trúng cọc nơi hàng rào Thành thép xuyên qua từ lưng tới ngực Lòng phèo lòi cả ra nhìn chiếc kiếp Cái xác cứ treo lơ lửng như thế Máu me chảy xuống ướt đẫm ở một góc tường Mắt thì trận ngược ra Có vẻ như trước khi chết Lão đã, đã phải trải qua điều gì đáng sợ lắm Lão thầy bùa thì lúc đang cúng ngoài sân Bị xét đánh cháy đen xì Toàn thân co quắp như con chó tui có lẽ đây là cái giá phải trả cho những kẻ sát nhân coi thường tính mạng con người và chỉ có mình tôi hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân vì sao bọn chúng có những cái chết đau đớn như vậy gieo gió thì gặp bão gieo nhân nào gặt quả đấy tất cả gói gọn trong chữ nghiệp hôm sau nhận thấy cơ hội của mình đã đến đây là lúc mà chúng tôi có thể thực hiện kế hoạch đào tẩu của mình lúc nghỉ trưa giữa giờ tôi hẹn chị mây ra ban công nói lời từ biệt à, chị ơi em sắp phải về rồi Thời gian qua cảm ơn chị đã quan tâm giúp đỡ Cũng như tâm sự bầu bạn với em Chị ở lại giữ gìn sức khỏe nhé Nếu có duyên thì sẽ gặp lại Chị Mây nói Sao tự nhiên em lại về Khó khăn lắm mới có công việc ổn định thì cố gắng ở lại chứ Chị gái nói xong mặt hơi buồn buồn Có vẻ chị cũng có tình cảm với tôi Nên nghe tin tôi sắp về chị mới buồn như vậy Tôi ăn nổi Chị em mình vẫn có thể liên lạc được với nhau Cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua Nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại Đất này không phải là nơi chị ở được đâu. Chuyến này được về thì ở lại Việt Nam làm việc cho an toàn chị ạ. À. Bọn mình quan ăn có học thì tốt hơn. Chứ những người bị bám vào đây thì khổ lắm. Vậy em về mạnh giỏi nhé. Có gì liên lạc với chị. Chị em mình tâm sự. Chúc em thượng độ bình an. Trở về may mắn. Nói rồi tôi gật đầu mà cười quay đi. Không đáp thêm gì nữa. Sau đó bốc máy gọi cho nam chó. Alo bạn cô đổ em gái nhân viên quán lẩu chưa Em nó sinh hoa hậu hoàn vũ thích kia mà chê à Không dám không dám Tại hạ làm sao có số đảo hoa Như ra cắp mò tiên sinh Bên đấy tình thế nào rồi Tôi kể lại những chuyện đã xảy ra Dặn dò nam chó chuẩn bị một số đồ vật cần thiết Cho kế hoạch bỏ trốn Rồi cúp máy trở lại phòng làm việc Ngày hôm sau năm chó giả danh một nhân viên ship đồ ăn Đưa tới cho tôi một bọc ni lông màu đen Bên trong là những vật dụng cần thiết để bỏ trốn tôi ra cổng khu chỗ bảo vệ để nhận Thấy tôi nam chó bắt đầu diễn cái giọng khốn nạn Dạ em ship cơm ạ à, Của gia cắp mò hết trăm rưỡi Nó cười phá lên sau đó chuẩn thẳng Tôi cầm túi đồ lăng lẽ tiến về phòng Đúng như kế hoạch đã định khoảng 4 giờ sáng 17 người chúng tôi tập hợp lại Theo lời kêu gọi của thằng Khải và thằng Đông Con run xéo lắm cũng quằn Người ta bị áp bức đánh đập Thì bất quá là chết Cũng phải liều mà sống đến một lần Chẳng hơn là nằm chờ có ngày bị nó ném xuống lầu như con vật Tôi là thằng đầu nên sẽ chỉ huy cả đám Sao cho không ai bị bỏ lại phía sau Vì bị bỏ lại đồng nghĩa với cái chết Bốn người được tôi phân công tiến ra chỗ bảo vệ Giả vờ xin nở thuốc Như đã hẹn từ trước Hơn 17 anh em trực sẵn chỉ chờ có hiệu lệnh là xông ra bỏ chạy Mỗi người cầm theo một cái cốc thủy tinh Để khi nào bỏ chạy thì ném mà chống trả Nam chó theo chỉ dẫn của tôi Nó hẹn đem tiền đến chuột người Thằng đông em tôi cũng ra cổng Để bên giao tiền bên giao người cho an toàn Mấy tên bảo vệ đứng canh nhìn mọi động tĩnh Nhưng cánh cổng vừa mở ra Nam chó rút súng lục bắn cái đoàn Nó đẩy cửa rộng hơn nữa Thằng Đông lao ra ngoài bỏ chạy Hơn 17 anh em bọn tôi nghe tiếng súng hiệu ùa cả ra mệnh ai nấy chạy Lao hết cả ra ngoài cổng cửa chính Bọn bảo vệ xông ra nhưng mà không kịp Tôi tung một cú khôi tinh thích tẩu Đá lệch mồm một thằng định chặn cửa Anh em Việt Nam quăng gốc thủy tinh rào rào Nam chó còn ném mấy túi xăng tràn ra nền Chờ anh em chạy được Thì đốt cho xăng cháy loang ra khắp cổng Tôi hét đứng Đưa súng cho tao Cầm súng tôi vừa chạy vừa hét lên Nhanh lên con kênh kia kìa chạy về đấy Xa xa tôi đã nghe có tiếng súng của bọn bảo vệ bắn tới Đám chó thét khàn cả cổ Nhảy đi thằng nào không biết bơi thì tùm cái áo vào kia Nhanh lên bơi đi Tôi bảo thằng Khải Mày dẫn thằng đông em tao chạy trước đi Sau đó tôi ngắm thẳng về phía xa hơn chục thằng áo đen đang đổi tới một thằng đã nằm xuống tôi lập tức quay đầu bỏ chạy tiếp tôi nhảy xuống sông mà lặn ra xa bên kia sông là một cánh rừng chúng tôi cứ theo lối ấy mà chạy rồi với con sông ấy là về đến việt nam sau khi sang bờ bên kia chúng tôi tiếp tục bỏ chạy 17 người trốn mà sang bờ bên này an toàn hết cả chỉ có bốn người bị thương nhẹ không nguy hiểm đến tính mạng đám người kia họ đuổi tới nơi rồi tôi nhanh chóng ổn định đại tâm lý dẫn đầu đoàn người mà thẳng hướng đông hướng mặt trời mọc mà đi tới bốn người trong đoàn chúng tôi bị thương nên tốc độ không thể đi nhanh được đi được một quãng xa tôi ra hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ vài phút rồi tiếp tục lại lên đường nam chó mở ba lô ra lấy bông băng và dụng y tế đã chuẩn bị từ trước đưa cho mọi người để sơ cứu nó bước đến bên tôi này uống chai nước đi anh em mình thoát rồi tôi mở chai nước ra uống một hơi còn chưa kịp hoàn hồn thì nam chó trồm lên người mà ép sát một người tôi xuống Nằm xuống Tiếp sau đó là một loạt đạn AK bay tới Chạy, chạy vào trong bụi cây kia kìa Bọn bảo vệ cam lại đuổi ngay sau lưng Phía trước đó đã là con sông biên giới rồi Tôi bảo anh em nắm chắc áo phao Rồi cùng nhảy bên kia là bờ Việt Nam của mình Chúng tôi nhảy ùm um ngả xuống Từ súng bọn xã hội đen bên cam vẫn nổ Nhưng tất cả không còn thì giờ mà trông lại Chỉ phó mặc cho số phận Cả đám bơi được sang bên bờ bên kia Thì gần như kiệt sức Anh ấy bò lên rừng mà nằm thở Đang chưa biết ra sao Còn đang loay hoay không biết xử lý thế nào Thì có tiếng loa Alo, alo Chúng tôi bộ đội biên phòng Các anh đã nhập cảnh trái phép Và lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đề nghị bỏ vũ khí đầu hàng Nếu tiếp tục chống cự Chúng tôi buộc phải nổ súng tiêu diệt Xin nhắc lại Đề nghị các anh bỏ vũ khí đầu hàng Không được xâm phạm lãnh thổ Việt Nam Tiếng loa vang lên bọn sao ấy đen bên cam đang bơi được đến giữa sông thì sợ hãi quay đầu bơi trở lại không dám tiến về phía bọn tôi nam chó la lên cứu cứu chúng em với chúng em bị đuổi giết sau khi được bộ đội biên phòng giải cứu chúng tôi được đưa về trụ sở để lấy lời khai đám người kia một phần bỏ trốn trở lại bờ một số tên bơi không được bị bắt lại để hỏi cung tôi và nam chó đang viết bản tường trình cùng 17 anh em thì một anh mang hàm đại úy bước vào hỏi trong số này những người ở đây ấy, ai là thành mo thôi xong rồi còn này chắc bị ông điều tra điều tra ra cái gì bắt tạm giam tôi thì còn gì là đời trai trẻ nữa còn gì là anh thì cũng nửa mùa ờ, dạ em ạ à. em đi à khá đấy anh linh có gửi lời hỏi thăm tới em chính anh linh đã báo cáo việc này lên cấp trên rồi điều động bộ đội biên phòng hỗ trợ các em đấy chúc mừng các em an toàn trở về tôi đứng dậy bắt tay anh cảm ơn anh đại úy trần phi long sau đó tôi đưa cho anh một chiếc usb đây là toàn bộ bằng chứng dữ liệu thu thập được từ chuyến đi đợt này mà tôi khó khăn lắm mới có thể lấy được chuyến này về tôi phải báo đáp ân tình rồi không phải vì tính mạng sự an toàn của riêng tôi mà còn là của 17 người may mắn trốn thoát kia nữa một lời cảnh tỉnh cho các bạn đang có ý định qua cam làm việc đừng mang tính mạng của mình ra đánh cực những người may mắn thì vào những công ty uy tín có áp xanh chín những người kém may mắn thì làm những áp sập áp tình yêu lừa đảo hoặc đơn giản là trở thành mục tiêu của những kẻ buôn người giết hại chính đồng bào của mình nơi mà con người mới hết nhân tính vì đồng tiền vì danh lợi mà mờ mắt tiếp tay cho cờ bạc trực tuyến cờ bạc online là vi phạm pháp luật và có thể bị khởi tố trách nhiệm hình sự thằng khải bạn tôi may mắn được chúng tôi cứu ra anh em đồng học mừng mừng tuổi tuổi tôi mời nó về quê tôi chơi rồi giúp nó tìm vé máy bay ra ngoài bắc ngay đầu nó trở về tây bắc cùng một thằng bạn nữa cũng tên là nam học cùng lớp chạy xe hàng lên biên giới trung quốc anh em thì vẫn nói chuyện với nhau Tôi cũng tìm đến thị trấn Cái Rầy Hạ Để đưa vong thằng bé Hiếu về quê như lời hứa Cũng như chôn hơn 30 mảnh xương sọ Của những người bị giết hại nơi biên giới Việt Nam Để họ hoàn thành tâm nguyện trở về quê hương Rồi cắm trên ấy một lá cờ đỏ sao vàng Như để cho họ thấy được hình ảnh quê hương của mình Tôi với nam chó trở về từ cõi chết Thấy tôi nam chó và đông trở về Thằng Ngô vui sướng hét đi Cậu Hoan, cậu Hoan ơi, anh Thành, anh Đông, anh Nam nữa, các anh ấy về rồi. Nó chạy ra ôm chúng tôi mà rơi nước mắt. Cậu Hoan mắt rơm rớm rồi cũng lao ra thấy chúng tôi ngay lập tức giáo huấn. Tiên sư cha chúng mày, ta có bắt mày phải liều lĩnh như thế không con? Rồi mày có mệnh hệ gì, cậu ăn nói thế nào với mẹ mày đây? Mẹ mày điện thoại chửi cậu hơn 2 tiếng đồng hồ rồi kìa. kìa. Cứ 45 phút lại nghỉ 5 phút, không khác gì tiết giáo dục công dân. Mày mà làm sao, ta có tội với ông bà tổ tiên, với dòng họ Mai. Thôi, Mấy đứa vào nhà nghỉ ngơi, kẻo mệt. Cậu đã nấu cỗ sẵn rồi, chờ anh em chú mày ăn mừng. Thằng Linh nó vừa gọi, kể cho tao nghe hết rồi. Thấy cậu nói như khóc, tôi cũng cảm động. Hai bố con tôi ôm chầm lấy nhau. Hiếm có khi nào bố con tôi có dịp tình cảm như thế. Tôi lấy số tiền 60 triệu ra, kèm theo một ít tiền của bọn bắt cóc hôm trước. Tôi thu được, rồi đưa cho cậu, còn thừa. Tính ra chuyến này đi không lỗ, mà còn lãi to. Chỉ phải suýt chết mà thôi. Cậu ạ. À, cậu cất hộ con số tiền này Gửi lại cho cô giúp con Cậu hoan gật đầu nhận số tiền tôi đưa Rồi trao cho mẹ thằng Đông Một số tiền dành dụm bao nhiêu năm vất phả Mới có thể kiếm ra được Chuyến mạo hiểm lần này không phải vì tiền Mà còn vì những ý nghĩa cao cả Và chính nghĩa trong con người của tôi Tôi quay sang bên phía thằng Đông Này, đây là bài học Mà anh tin là mày sẽ nhớ suốt đời đấy nhá Không có cái chuyện việc nhẹ nâng cao đâu Miếng phô mát thơm ngon luôn nằm trên bẫy chuột em ạ à. Về rồi ấy, kiếm công việc đàng hoàng tử tế mà làm Đừng báo bố mẹ nữa Mọi người đang nói chuyện thì ngoài sân có tiếng xe máy Là anh Đinh thiếu tá trăm môi Trên tay anh đang cầm Là tấm bằng khen của chủ tịch ủy ban huyện Chào cho tôi rồi anh nói Chúc mừng em Dũng cảm cứu người Giúp đỡ cơ quan chức năng triệt phá đường dây buôn người Cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia Cơ quan chức năng đất nước Campuchia Đã phối hợp với Việt Nam vào cuộc Triệt phá và tóm gọn Đồng thời giải cứu toàn bộ những nạn nhân an toàn trở về nước rồi tuy nhiên tôi biết rằng những tụ điểm kinh doanh buôn bán người ấy sẽ vẫn mãi tồn tại giống như căn bệnh mà bên cam chưa thể chịu dứt điểm được vẫn sẽ có người vì những lời mời chào ngon ngọt để nhắm mắt đưa chân tìm miền đất thứa hòng mong đổi đời nơi đất máu campuchia mà sức tôi khó lòng cản hết được chỉ mong mọi người tỉnh táo trước những chiêu trò của bọn đưa người ấy để không trở thành nạn nhân như thằng đông em tôi cầm tấm bằng khen trên tay tôi không kìm được lòng hy vọng chuyến đi trải nghiệm đầy nguy hiểm này sẽ giúp tôi và nam chó trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn nữa sống có ích hơn xứng đáng với câu nói anh đây là kẻ hai lòng một lòng yêu nước một lòng yêu em sau chuyến đi ấy phải hai năm sau tôi mới có dịp cùng nam chó đi chuyến đi định mệnh để gặp lại em trang và cu việt con của nó còn lưu lạc nơi vùng cao tây bắc cũng là chuyến phiêu lưu đầy kỷ niệm của linh đinh người thầy cúng Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần thứ 7 của series Thành mo trí dị, gã thì cúng nửa mùa của tác giả Nguyễn Nam Nếu cảm thấy ý nghĩa và hữu ích, các bạn có thể ủng hộ cho tác giả Nguyễn Nam cũng như Bí ẩn Radio Hãy tham gia vào hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ ở trên Facebook Và hội ngủ nghe ma ở group Zalo để có thể bàn luận kỹ hơn về nội dung câu chuyện này Các bạn đừng quên nhấn like, comment, nhấn đăng ký Cũng như hãy tham gia chương trình hội viên để có thể giúp tả từ cũng như Bí ẩn Radio mở được tính năng là hiện số hội viên ở trên trang chủ bằng cách là từ 8 hội viên trở lên sẽ đạt được tính năng đó. Hiện nay kênh Biển Radio đã có 6 hội viên rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.